Vâng, tin hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nhanh, xả kho một số các mặt hàng mà em hôm nay giá rất là tốt luôn. Đấy, các bác cùng xem video. Xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng em nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá. Nhớ cho em là mua hàng từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên, những cái mã hàng thanh lý, hàng giá giảm giá, xả kho rất tốt trong video này. Các bác cùng đón xem video. Sản phẩm đầu tiên hôm nay em xả kho cái mã đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân dành cho bác nào mà hay đi giày riếc các thứ, đi tất rồi lại đi làm mình hay đi giày riếc nó hay bị hôi chân thối chân thì các bác mua trong cái lọ này về các bác xịt nhá. Đấy, con này mùi hương rất là thơm và nó chứa một cái hàm lượng nano bạc nhá. Đấy, nano bạc và khi mà các bác xịt vào thì nó rất là khô thoáng, dùng cực kỳ thích. Đây này, AG cộng nano bạc này. Đấy, nó sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn này, những cái con nấm bệnh mà nó gây hôi chân thối chân nhá. Đấy, và khi mà các bác xịt cái này mà các bác đi nó cảm giác chân của bác nó rất là bị nó cảm giác là rất là khô, khô chân thoáng chân, nó không bị hôi nữa các nhá. Dùng thích lắm cái này, em cũng đã dùng thực tế là dùng giấy rất là ok. Đấy, đi giá bình dân thôi. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước cái chai này đang bán là đi 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 20.000 một chai. Đấy, 20.000 cho một cái chai xịt hôi chân này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân thối chân nhá. Giá đang gửi bác là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi. Giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đây các bác hướng dẫn sử dụng thì các bác chỉ việc là bình thường là các bác hay cầm như này các bác xịt đúng không? Đấy, nhưng mà xịt nó lại nếu mà các bác muốn xịt trong gầm giày thì các bác dốc ngược nó xuống, sau đó các bác ấn vào cái đế giày thì nó sẽ phun vào bên trong. Đấy, đúng như trên hình các bác đang coi này. Đấy, trên hình ở trên cái chai sản phẩm nó có này. Về các bác cứ dùng đúng thế là xong. Đó, lắc đều trước khi sử dụng nhá. 20k một chai, đang giảm giá xả kho rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân thối chân nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, bình thường là các bác hay giặt giày là các bác cứ phải mang ra nước các thứ này, các thứ rồi là các bác mang ra tiệm các bác giặt, thứ nhất là vừa mất công, thứ hai vừa mất tiền. Mà đặc biệt là các bác giặt nước ấy, nghĩa là rất là nhanh hỏng giày, rồi là nó đợi nó rất là lâu khô. Thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó là cái công nghệ giặt khô giày nhá, giặt giày khô, nó không phải là giặt giày dạng nước nhá, nó là dạng khô ạ. Đấy thì dùng thì các bác lắc đều lên, sau đó là các bác xịt trực tiếp vào đôi giày của bác nhá. Đấy, trực tiếp vào giày thì nó là dạng bọt nha. Đấy, trực tiếp vào cái bọt này vào đôi giày, sau đó các bác để nó tan bọt ra và các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm, các bác cọ đi. Đấy, cọ kết hợp cùng với cái bọt này. Đấy, thì nó sẽ đánh tan những vết bẩn nhá. Và sau đó là các bác dùng cho em một cái vải thật khô, cái vải thật khô thật là mịn nhá. Đấy, sau đó là các bác lau hết cái những cái bọt đi là rất là sạch luôn. Và cái đôi giày đấy là các bác sau khi các bác đánh rửa là các bác có thể dùng và các bác đi được luôn nhá, rất là nhanh tiện lợi, nó không bị ướt nhá, không bị ướt giày, không phải đợi chờ nó mất thời gian. Và cái con này nó mùi hương chanh. Đấy, mùi hương chanh rất thơm nhá, mùi hương chanh thơm lắm. Một chai này là 300 ml chuyên để các bác giặt giày dạng khô nhá. Đấy, giặt giày dạng khô thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai giặt giày khô. Đấy, chai giặt giày khô này, giặt giày khô bình thường là các bác hay giặt nước nhưng con này là chai giặt giày dạng khô, có thể sau khi giặt xong là mình dùng được luôn, xài luôn, không cần phải phơi phước gì cả. Giá hôm nay em xả luôn, bữa trước đang bán là 100.000 một chai, hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua, 70k nhá, 70k một cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, về cứ làm như vừa nãy em hướng dẫn đấy, đây các bác xài thôi. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm em dùng thích cực kỳ. Đây, xịt bọt lên các vết bẩn trên giày, sau đó là trà trong khoảng 5 đến 10 phút thôi là giày sẽ sạch lên rồi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức thay vì phải giặt một đôi giày và chờ khô rất lâu. Thế này thì ngồi một lúc phải. Đấy, các anh nhìn này, đấy trước khi giặt này rất là bẩn nhưng mà sau khi giặt cái nhìn rất là mới luôn, sạch lắm. Cái này em xài rồi mà dùng thích cực kỳ luôn mà rất là tiện nhá. Các bác không cần phải đợi chờ gì đâu nha, chỉ việc là giặt sau đó các bác xài luôn. Đấy. Vệ sinh được 10 đôi. Một chai này đấy, dùng được rất trong ok khoảng 5 nhá. Lần vệ sinh. Đấy, rất ok. Rồi. Chai xịt giặt giày khô nhá, đang xả kho. Chỉ còn có là đi 70.000 một chai thôi, dùng rất là lâu luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi vít V7 này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Bộ này hôm nay cũng đang được giảm giá xả kho và bữa trước cũng đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó lại tiếp tục về này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái bộ mũi vít V7, nó sẽ gồm có là 7 cây thì em hay gọi là mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này thì bữa trước đang bán là như là cũng 90.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 một bộ thôi. 60.000 một bộ nhá. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu. Giá cực kỳ yêu thương. Để gửi tay bác nhỉ, bóc cho bác một bộ này. Một cái bộ này nó sẽ gồm có 7 cái đầu vít. Đấy, 7 cái đầu vít khác nhau. Đó, hàng này của nó hàng thanh lý siêu thị rất xịn sò. Đây, đó, 7 cái đầu vít khác nhau nhá. Cái đầu này dài, đầu nhất dài của nó rơi khoảng tầm là đi 15 này. Đây để em lấy thước đo cho bác con. Đó thì cái đầu dài nhất của nó vào là 15. Đấy, 15 xong rồi đến khoảng tầm 12 này rồi là 9 này. 9. Vừa vừa đây có 7 này, 6 này. 4 này rồi là có 2 này. Nói chung là
nhiều cái chiều dài khác nhau lắm ạ. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 7 cái mũi nha. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái đầu vít nhá. Đây để em sắp vào nhìn cho nó đồng bộ như nó đẹp này. Đấy, nói chung là các bác mua bộ này về mà anh em gia đình này, đấy các bác sử dụng gia đình này, rồi anh em thợ thuyền xài cho em bộ này thì quá ok luôn. Đấy. Cái chân của nó sẽ là chân lục giác nhá, chân 635. Đấy, về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay, rồi là những cái con mà nó hỗ trợ cái chân lục giác này các bác lắp vào nó rất là ok này. Đấy, lắp vào vừa khít khít luôn nhá. Chân 635 chân lục giác ấy. Đấy, và đây là những cái đầu đầu vít của nó, cái đầu vít của nó có những cái khe kẽ này này để khi mà các bác xoáy con vít nó không bị trượt các bác nhá. Đấy, bình thường là các bác xài những con vít truyền thống ở nhà là đầu nó phẳng lì luôn, các bác xoáy rất hay bị trượt đầu vít như con này này. Đấy, nó thiết kế những cái khe rãnh này, các bác xoáy không bị lo trượt đầu vít nhá. Đó thì một cái bộ này gồm 7 mũi vít như này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi, mà tội gì các bác không mua. Đấy, 2 4 6 7. Đấy, 7 đầu vít nha, nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, bộ này các bác mua thị trường khoảng tầm 150.000 cho đến 200.000 bộ luôn. Mình đem xả kho. Hàng là hàng ôm lô thanh lý này, giá nó rất là hạt rẻ. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Bữa trước đang bán là hết hàng đấy. Không có hàng đều đâu ạ. Đấy, hàng thi thoảng nó về đâu ạ. Đấy, nên các bác bữa nào hôm nay các bác nào mà ưng thì chốt luôn này. Đấy, bộ mũi vít V7 nhá, sẽ gồm có là 7 đầu vít nha. Giá của nó sẽ là 60.000 một bộ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mã kìm chết của Filter này. Đấy, lâu lâu không quay bác sợ bác quên này. Đấy, con này thì giá cũng bình dân thôi, 80.000 một con này, giá quá hạt rẻ luôn. Các bác mua đâu một cái con hàng hãng của Filter này, hàng chuyên về đồ kim khí cho anh em sửa chữa đầu nghề này, rất nổi tiếng của Filter luôn. Đấy, hàng của Đức nha con nhá. Lên mã em sẽ cái con kìm chết Filter, con này thì giá bình dân 80.000 mã thôi, nhà em chỉ có duy nhất một mã kìm chết thôi nhá. Đấy, vì con này bán rất là chạy và cũng như là hàng nó dùng rất tốt mà giá nó hợp lý nữa, thì em bán chỉ có duy nhất một con này thôi. Đấy, nói chung em bán quá nhiều là không bác nào trêu này cả, dùng thích cực kỳ. Đấy, tay cầm đều bọc nhựa non này, chống trơn trượt. Đấy, và lò xo thứ này, rồi chất thép, sử dụng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dây dẫn. Đó, phần ngàm này đó ok luôn, phần lò xo lõi, hàng cũng là hàng dạng 1 2 3 4 5, hàng dạng hàng 508 đấy. 508 là nhiều đấy, chứ còn bình thường các bác đi thị trường nó chỉ có 3 đinh tán này thôi. Đấy, nó rất ít đinh tán, nhưng con này nó sử dụng rất nhiều đinh tán thì nó gia cố nó sẽ chắc chắn hơn, các bác xài không lo nó bị gập gãy hay nhào cả, vấn đề gì cả, chắc chắn lắm. Đấy, đây hàng bọc rất chất lượng luôn. Đấy, ok rồi, 80.000 một con nhá, hàng của Filter. Đấy, các bác cứ gõ Filter thì có biết về cái độ nổi tiếng của công ty rồi, rất ok luôn, chuyên về đồ kim khí, đồ nghề cho anh em sửa chữa thứ rồi, rất nổi tiếng các bác nhá. 80.000 một cây kìm chết nha, nên mã cho cây kìm chết hoặc là nhiều bác trong năm hay gọi là cây kìm bấm đấy. Đó, 80.000 một cây. Bộ lục giáp và bộ hoa thị của JT của USA thì bên em vẫn còn hàng nhá. Đấy, thì bên em đang có bộ lục giáp này và một bộ đó là bộ hoa thị, thì các bác lấy bộ nào được báo nha, và bên em đang bán đồng giá, báo giá bác luôn là 50k một bộ này. Đấy, báo giá bác luôn là 50.000 nhá. Hàng của JT USA nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, mở cho bác xem cái bộ hoa thị này. Xịn lắm, bộ này dùng ok, bán rất là nhiều, chất lượng, giá hợp lý. Đây, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, lục giác và hoa thị giống nhau nhá, cũng đều 9 cây. Đây, bộ lục giác này cũng 9 cây luôn này, đó, 9 cây. Còn đây là bộ hoa thị, thì các bác lấy bộ nào báo nha em nhá. Mã này là mã hoa thị này, nhớ giúp em là hoa thị nhá, hoa thị hoặc là bông, đầu bông ấy. Đấy, thì các bác, nhiều bác hay gọi trong Nam hay gọi là đầu bông, ở miền Bắc hay gọi là hoa thị. Đó, 50.000 một bộ thôi. Giá quá rẻ luôn, đầy đủ các cỡ về các bác xài, từ 1.5, 2, 2.5, 4, 3, đấy, cho đến 10 luôn nhá, rất đầy đủ. Bộ này cũng thế luôn này. Đấy, bộ này là bộ đầu lục giác, đầu bi này. Còn bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, thì cứ bán đồng giá là 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ, các bác lấy bộ nào cứ báo nhé. Đó, lục giác hoa thị bằng tiền nhau. Tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ sạc của iPhone, thì đây em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ sạc iPhone, bộ sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá, giá em báo luôn 50.000 một bộ này. Đấy, hàng của Apple, hàng Apple nhá, bộ sạc của iPhone 50.000 một bộ thôi, giá rất hạt rẻ. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là một củ và đi kèm là một dây nhá. Đây, một củ sạc này, đấy, một củ sạc nhá, đó, và đi kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá, còn nếu mà các bác mà dùng máy Samsung ấy là không sạc ở đâu. Đấy, chỉ có chuyên dùng cho máy iPhone thôi, đến lúc về các bác lại dùng máy Samsung, các bác mua về các bác bảo là cắm không vừa. Đấy, thì em rất là áy náy. Đấy, thì các bác nhớ giúp em là chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy iPhone, các đời iPhone từ iPhone 5 trở lên là dùng ok, iPhone 5 cho đến iPhone 14 đang là mới nhất rồi. Bộ sạc của iPhone nhá, 50.000 bộ này, bao gồm là một củ sạc và đi kèm là một dây nhá, 50.000 bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy vít này.
em báo giá luôn, lên mã cho em xem cái máy vít pin. Đấy, máy vít pin. Máy vít pin này thì giá bình dân thôi, 130.000 một cái máy này. Đấy, 130k một cái máy vít pin nha. Dùng cực kỳ thích luôn, xài gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok. Con này là ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn này, mà thứ hai là nó chạy bằng pin nhá. Nó chạy pin thì khi mà hết pin các bác lại sạc vào các bác xài thôi. Và đi kèm với bên nhà xuất thì sẽ có tặng kèm thêm các bác là hai cái đầu vít nha. Đấy, một bộ của nó này. Và đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc này nữa. Đó, một cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là cái nguồn chân USB, nguồn về các bác cứ coi chân USB này, có cục sạc điện thoại 5V đấy, là các bác cắm vào, sau đó các bác cắm vào đây, đó là cắm sạc nó thôi. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng đầu vít nào các bác lắp vào đây, đấy, và các bác xoáy lên, đấy, có phần đảo chiều nhá, xoáy vào này, xoáy ra này, đấy, mỗi lần bấm là có điện báo đầy đủ hết luôn. Con này cái mô men xoắn của nó cực kỳ khỏe đây, em biết tay các con này, đấy, đây em đang bóp tay rất chặt này, đấy, mô men xoắn khỏe lắm, dùng thích lắm, khỏe cực kỳ, xoáy rất ok. Đấy, các bác xoáy những cái đồ gia dụng các thứ này, xoáy rồi là rất nhiều thứ khác nhau, đồ điện, đồ gia dụng, đồ gia đình này, anh em thợ thuyền xoáy ok, nhẹ nhàng tình cảm nhá, mang đi mang lại rất là tiện, rồi là xoáy gia đình rất là ok. 130.000 nhá, lên mã giúp cho em sẽ là máy vít pin. Đấy, có đi kèm là hai mút vít cả dây sạc các thứ luôn, là 130k một cái này. Tiếp theo thì về tiếp tục cho các bác cái mã đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đấy, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, lọ này dùng thích lắm. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật, một lọ này là 12ml. Hàng này thì của thương hiệu là Roto. Roto được các bác nghe biết rồi, cái thương hiệu rồi, rất nổi tiếng, chuyên về những cái sản phẩm về thuốc bổ mắt, thuốc nhỏ mắt rất nổi tiếng trên thế giới rồi. Và đặc biệt là sản phẩm này đến từ thị trường của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, cái sản phẩm này chứa toàn bộ những cái vi chất, những cái thành phần rất bổ cho mắt, ví dụ vitamin E này, B6 này, natri là muối này, rồi là kali, rất bổ cho mắt luôn, rất tốt cho mắt luôn, giúp hỗ trợ các bác này mắt sáng hơn này, mắt trong hơn này. Đấy, mắt đỡ đau này, rồi là tăng sức đề kháng cho mắt các nhá. Đó, thì một cái lọ này thì em báo giá luôn, một lọ này thì sẽ có dung tích là 12ml. Đấy, các bác xài được rất là lâu, 12ml thôi, nhưng mà mỗi lần các bác giỏ 1-2 nhọt thôi, nhưng mà dùng rất là lâu luôn. Đó, thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái thuốc nhỏ mắt của Toro nhá các nhá. Đấy, Toro, Roto nhá các nhá, Roto 60k một cái lọ thuốc nhỏ mắt này các nhá. Kem răng của Nhật này cũng tiếp tục hàng về nhá, một lọ này thì sẽ có trọng lượng là 170g, xài cũng rất ok luôn. Đây, đấy, hàng của thương hiệu Santa, đó, đến từ thị trường của Nhật các nhá. Một lọ này là 170g, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng kem đánh răng muối nhá, rất tốt cho lợi níu của bác này. Đấy, các bác hay bị chảy máu chân răng này, đau lợi, đau níu, các bác xài trong cái dạng này dùng thích cực kỳ luôn. Đó, và nó có một cái vị mặn vừa vừa. Đấy, dùng thích, dùng nghiện luôn đấy. Các bác mà lâu lâu không đánh các bác nhớ vị luôn đấy. Cái này em đang xài mà dùng nghiện luôn, dùng thích lắm. Đánh cực kỳ sạch. Mà các bác đánh xong cảm giác các bác thoải mái, nhẹ mồm nhẹ miệng luôn, mà đánh rất sạch luôn nhá. Đó. Kem đánh răng của Nhật nhá. Một típ này là 170g. Em báo giá luôn. Giá thì cũng đang gửi bác giá rất tốt, 60k một típ kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, 60k một típ nhá. Dùng thích cực kỳ. Chuyên dùng về cho dòng kem răng của Nhật nhá, dùng thích lắm. Mỗi lần có khi em bán cả 5-7 lọ một ấy, bán được dã man luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất ok. Rồi, tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái mã bàn chải điện này. Đấy, bàn chải pin các nhá, bàn chải điện, bàn chải pin ấy. Đó. Con này bán khá là nhiều. Dùng hay lắm. Nó sử dụng cái dòng sóng siêu âm nhá, nên khi mà các bác đánh rất sạch luôn. Đấy, đánh rất sạch luôn. Bình thường những cái con bàn chải bình thường là các bác cứ hay dùng để chà chà, nhưng con này nó là sử dụng cái dòng sóng siêu âm. Nó cái độ rung của nó lên đến là 32.000 vòng trên một phút này. Đấy, độ rung cực kỳ khỏe luôn. Tí nữa em sẽ test cho bác coi. Nó rung, nó đánh tan những cái phần mảng bám ở trên cái phần răng lợi của bác nhá, giúp răng lợi của bác sạch hơn. Đấy, mà nó kiểu đánh khoa học đời mới. Đấy, giúp bình thường là các bác hay dùng những cái bàn chải kia các bác đánh nó rất hay bị xước lợi, chảy máu chân răng, nhưng các bác chuyển sang dùng cái bàn chải này là cái vấn đề chảy máu chân răng thứ là nó không còn nữa luôn. Đấy, mà nó sử dụng dòng sóng siêu âm thì nó rất là tốt các nhá. Đấy, đánh không bị lo xưng lợi, xước lợi. Đây thì một cái bộ này sẽ đi kèm bác là bốn cái đầu bàn chải luôn này, bốn đầu bàn chải này, một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc và một cái thân bàn chải này. Thì đây em sẽ tiến hành lắp cho bác coi. Đấy, về các bác lắp nó vào này. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn sạc thì các bác rút này ra, cắm cái sạc này vào. Đấy, rồi các bác xài thôi. Đi kèm nó sẽ có cái dây sạc này. Đấy, sử dụng nguồn điện 5V nhá. Về các bác có những cục sạc điện thoại cắm vào là sạc. Con này các bác sạc một lần xài chắc về cả nửa tháng luôn. Pin trâu lắm. Pin trâu cực kỳ. Đấy, đây. Đó.
chạy này. Đó thì con này nó sẽ có rất nhiều chế độ khác nhau nhá các bác nhá. Rất nhiều chế độ khác nhau. 1 2 3 4 5 6 7 này. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Thì các bác xem phù hợp cái chế độ nào thì các bác đổi qua cái chế độ các bác dùng nhá. Nó có chế độ là rung mạnh, rung nhẹ, rồi là rung giật lên này, là rung giảm đi các thứ dần, thì nó nhiều chế độ đây. Thì về các bác cứ xem phù hợp chế độ nào thì mình bấm sang chế độ đấy các bác xài nhá. Đấy, và đây các bác muốn tắt thì các bác giữ lì, muốn bật thì các bác bấm một lần. Đấy, còn bấm chuyển chế độ các bác bấm nhiều một lần nữa, còn muốn tắt thì giữ lì cho. Đó, và đây sẽ test bác về cái độ rung của nó này. Con này rung khỏe lắm. Đấy các bác nghe này. Đấy. Các bác không cần phải đánh, bình thường là các bác cứ phải di đi di lại răng răng nhá. Đây con này các bác chỉ việc dí vào răng này thôi. Đấy là nó sẽ có lợi dụng cái sức rung, cái độ rung sóng âm này thì nó sẽ đánh tung màng bám nhá. Đấy dùng thích lắm. Đấy, đây. Đấy, những cái chế độ này bên dưới nó giảm đi này. Đó. Đó, thấy không? Đấy, mạnh nhất này. Đấy, các bác nghe tiếng không? Đó, rồi, đấy là về cái độ rung của nó nhá, dùng thích cực kỳ. Đó thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ được cái bàn trải điện nhá, bàn trải điện. Giá của nó thì độ rung lên đến 32.000 vòng trên phút này, bàn trải điện này. Giá của nó sẽ là 60k, đấy 60.000 một cái bộ này. Đấy, dùng thích cực kỳ luôn. Và tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hữu ích này, để các bác xài cho gia đình này, hoặc là anh em thợ thuyền xài cho em bộ này rất hợp lý luôn. Bộ tô vít đỏ vàng chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Đấy, chuyên dùng cho các bác làm điện rất xịn sò, ok. Một cái bộ tô vít đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha. Đấy, hàng của thương hiệu Capucci. Đấy, Capucci Japan. Một bộ vít này sẽ gồm có 2 4 6 7 cây. Nó sẽ gồm có 6 cây vít có bọc cách điện đầy đủ hết luôn, và một cái cây bút thử điện nha. Đấy, và 6 cái cây vít còn lại nó đều toàn bộ được bọc cách điện hết này, để chuyên dùng cho các bác xài sửa chữa điện, biết điện đó một thứ là không lo nó bị giật nhá. Tại vì toàn bộ được bọc cách điện đây này. Đấy, nó sẽ có là đầu ba ke và đầu dẹt, hàng của nó sẽ đúc liền luôn, xoáy rất chắc chắn nhá, xoáy ngon lắm. Cái nào con này các bác xài sử dụng điện đóm rồi xài gia đình, các bác xoáy những thiết bị dân dụng có thứ nhà mình quá ok luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có đầu dẹt và đầu ba ke đầy đủ luôn. Ngoài ra một có một cây bút thử điện đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha. Giá thì hạt rẻ thôi, bình dân thôi. Giá cho các bác dễ mua này, 130.000 một bộ. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ tô vít 7 cây, bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá. Đấy, bộ tô vít đỏ vàng sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là 130.000 một bộ nhá. Chuyên dùng để các bác làm điện nhá. Chuyên dùng các bác làm điện, các bác nhìn nó bọc cái đầu này, nó bọc nhựa các bác rồi, các bác biết dùng để làm gì rồi. Đấy, chuyên dùng để các bác làm điện. Đấy, tránh tình trạng điện giật các thứ ra. Rất là an toàn luôn. 130.000 bộ này, 7 cây tô vít đỏ vàng nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái sản phẩm là cái cây khò ga, cũng của Capucci Japan. Đấy, cũng của Capucci Japan. Cây khò ga này thì cực kỳ xịn sò luôn. Về các bác chuyên dùng để các bác lắp bình ga mini các bác xài các nhá. À, đây, về các bác lắp bình ga mini các bác xài. Con này nó sẽ có chức năng là đánh lửa tự động này. Đấy, đánh lửa tự động, điều chỉnh ga to nhỏ đây cho em. À, chỉnh gió đây cho em, và ở cái phần đầu này là cái đầu điều chỉnh ga to nhỏ nhá, hàng của Capucci Japan. Cái hàng này của nó thì cái lõi của nó sẽ là lõi khâu đồng nên các bác xài nó rất là bền. Đó, xài rất là bền. Đấy, hàng rất chắc chắn, cầm một chiếc khò ga nó rất là nặng. Đấy, cầm bình thường là các bác mua những khò ga chợ các thứ giờ, con này cầm nó nhẹ. Đấy, cầm nó nhẹ mà nó lỏng lẻo, con này cầm rất chắc chắn luôn. Nói chung là Capucci thì cái hàng khò ga này thì bên em bán là một trong những dạng hàng cao cấp nhất phân khúc rồi. Đấy, so với tầm tiền tầm giá thì con này dùng cực kỳ thích luôn, mà rất là bền. Đó. À, lên mã thì em sẽ cái cây khò ga K1 của thương hiệu Capucci nhá, Capucci Japan. Đấy, khò ga mã của nó sẽ là khò ga K1 các nhá, K1. Giá của nó thì bình dân hạt rẻ thôi. 80.000 một cái nhá. Đấy, 80.000 một cái. Các bác cứ đi tham khảo đi, những chỗ khác đang bán 100 đến 150.000 một cây. Bên em của bác giá rất hạt rẻ, 80.000 một cái, khò ga K1. Một cái sản phẩm để về các bác xài gia đình nhà mình này. Đấy, rồi các bác sử dụng hay vệ sinh lưỡi các thứ này. À, thì các bác mua cho em cái này về, đó là cái cây cạo lưỡi nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi là bằng inox, rất là xịn sò và ok luôn. Đấy, về chuyên để các bác dùng để vệ sinh khoang miệng, khoang lưỡi các bác nhá. Đấy, các bác chỉ việc cho vào các bác cạo lưỡi cho em, cạo rất sạch luôn mà rất là êm. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, đi kèm này sẽ đựng trong một chiếc hộp này, rất ok luôn, có để mang đi du lịch, đi chơi, hoặc là các bác làm quà biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, mà giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá của nó sẽ là 20k một cây. Đấy, 20.000 một cái cây cạo lưỡi nhỉ các bác nhá, 20.000 một cây. Đó, đựng trong hộp rất đẹp này, 20k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ ví hồng. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ này thì em báo giá luôn.
60 ngàn một bộ nhá. Đấy, bộ cắt móng tay nhá. Bộ cắt móng tay này, bộ cắt móng tay ví hồng. 60 ngàn một bộ ví hồng nha. Đây, một bộ đựng trong túi mới nguyên nha. Nó là những cái dụng cụ để về các bác mài giũa cắt móng tay nhá, cho cả gia đình nhà mình xài luôn. Phụ nữ đàn ông đều xài hết luôn nhá. Đấy, phụ nữ đàn ông, người lớn, người già, trẻ em, nói chung là về các bác mua bộ này về các bác xài cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, cho ông xã dùng được, bà xã dùng được, các con nhà mình dùng được, ông bà bố mẹ mình dùng luôn. Đây, sẽ gồm có những cái sản phẩm là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, rồi là có cả nhíp này. Đồ này là những cái đồ mại rũa móng tay này, rồi là đồ nặn mụn này, đồ lấy giấy tai này, đầy đủ một bộ này luôn. Giá thì nó chỉ có 60 ngàn thôi, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đấy, mua về làm quà biếu tặng cũng rất là lịch sự đẹp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng đây, cho các bác xem lại một lần nữa này. Rất đẹp luôn, chắc chắn lắm. 60 ngàn một bộ ví hồng này các nhá, bộ cắt móng tay ví hồng 60k một bộ. Mã sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây dao chặt này. Đấy, lâu lắm không quay dao bác này, các bác quên. Đấy, đây, tiếp tục lại quay cho bác, đó là cái mã dao của Asaka Japan, rất xịn sò, thép SK5 nhá, cực kỳ sắc bén và không lo gì. Hàng này của nó thì sẽ hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán cho em, sử dụng rất bền bỉ chắc chắn. Về các bác có thể chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, chặt cho em rất nhiều thứ luôn. Đấy, con này chuyên dùng để chặt nhá. Nó nặng khoảng tầm 400-500g. Đấy, khoảng tầm 400-500g. Nói chung là chặt nó khá là vừa tay. Đặc biệt là chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa. Đấy, đàn ông thì cầm quá ok rồi, chị em phụ nữ đôi khi là những cái con dao chặt nó nặng ấy thì cầm nó rất là khó cầm, như con này là cho chị em phụ nữ cầm rất là hợp lý luôn. Đấy, và dao thì cực kỳ sắc bén, bao sắc bao xài bác luôn nhá. Đó, dao thiết kế rất đẹp. Cái phần bản này rất là to này. Đấy, các bác chặt nó rất là đầm dao nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mã, đó là cái con dao chặt, mã sẽ là C2 nhá các bác nhá. C2. Mã dao chặt C2, dao chặt C2. Giá của nó sẽ là 140.000 cho một cái cây dao chặt C2 này. Đấy, 140.000, dao rất là đẹp và rất là sắc bén luôn. Hàng mới nguyên hộp nhá, hàng ôm lô, hàng thanh lý siêu thị còn mới nguyên hộp luôn. Dao chặt C2 140.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây búa vàng mini này. Các bác lên mã đi, em sẽ cái cây búa vàng nhá. Búa vàng cây thì rất hay và rất là đa năng. Đấy, nó sẽ gồm có này, ở bên trong nó sẽ gồm có những cái đầu tô vít này. Đấy, đầu tô vít, đầu cộng, đầu trừ này. Đây, tháo ra phát nữa này. Đấy, có luôn nhá, có cả những cái đầu tô vít. Đấy, và bình thường là khi mà các bác lắp vào thì nó sẽ thành một chiếc búa nhỏ nhỏ này. Đấy, những cái đồ gò gõ, những cái đồ mà các bác không cần quá nhiều lực, các bác chủ yếu các bác cần để gõ gò gò. Đấy, những cái đồ nhỏ nhỏ các bác mua con này cho. Đấy, nó sẽ có hai đầu, một cái đầu to, một đầu nhỏ này. Và bên trong thì nó sẽ được những cái đầu tô vít, các bác có thể tháo ra, mỗi lần dùng tô vít tháo ra, khoảng khi nào các bác muốn dùng búa các bác lại lắp vào. Đấy, lắp vào là các bác xài thôi, là nó thành một cái búa bình thường. Còn bên trong nó sẽ giấu những cái đầu vít nhé, thiết kế rất là hay luôn. Đó, em báo giá luôn, cứ lên mã cho em sẽ là cái cây búa vàng mini nhá. Đấy, búa vàng mini, giá của nó cây hiện tại em gửi bác giá của nó sẽ là 60.000 một cây. Đấy, 60k đây mà em sẽ là cái cây búa vàng mini này, 60.000 một cây luôn nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Lên mã em sẽ cái cây que đo nhiệt độ này. Cây này thì giá nó bình dân thôi. Sản phẩm này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Đấy, cái cây que đo nhiệt độ, em báo giá luôn 40.000 một cây này. Cái này về các bác có thể đo nhiều những cái khác nhau, ví dụ như các bác đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ của nước, của sữa này. Đấy, rất ok luôn. Que đo nhiệt độ 40.000 một cái que đo nha. Đi về các bác sử dụng được, các bác rút thêm cái đầu ra này. Rút cái đầu ra nó sẽ có một cái đầu nhọn nha. Để ví dụ cái đầu nhọn là các bác có thể xiên vào những cái chỗ vị trí thức ăn cái thứ ra là các bác xài. Ở đây sẽ có là một cái nút on off này, bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên tắt đi này. Đó thì các bác sử dụng cái nút on off này cho em. Và ở đây nó sẽ có hai đơn vị đo là C và F nhá. Đấy, thế thôi. Về các bác xài. Ở đây hiện tại đang là nút F, có bấm cho em một lần. Đấy, nó sẽ chuyển ra độ C. Hiện tại đang 32.0 độ C này. Ở đây các bác có thể view lên em đang bóp tay vào để cho nó đo này. Đấy, có thấy không, nó nảy luôn nhá. Đây nó là nảy luôn này, 32 này, 33 này. Đấy, bắt đầu đang nhảy đây, các bác nhìn em đang nắm tay vào này để cho nó đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó đo lên nhảy rất ok luôn. Đấy, nhảy rất nhạy luôn nhá. Ở đây em bỏ tay ra cái này. Đấy, bắt đầu nó sẽ giảm dần nhá. Đấy, giảm dần này. Đó, các bác chuẩn bị nhanh đi này. Ở đây không, giảm dần luôn nhá. Đấy, bắt đầu nó cảm nhận nhiệt độ không còn tay mình nắm đây nữa, là bắt đầu nó giảm dần luôn. Đấy, thấy không, giảm dần luôn nhá. Rồi, 40.000 một cái que đo nhiệt độ này. Về các bác có thể đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ sữa, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ thức ăn này.
Nói chung là khá là nhiều những cái hay để các bác xài cây này. 40.000 một cái cây Queron nhiệt độ nhé, 40.000 một cây. À, kìm đa năng thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, cây kìm đa năng. Cây này thì giá cũng bình dân thôi. Rất nhiều chức năng mà giá nó chỉ có 100.000 một cây này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây kìm đa năng này. 100k một cái cây kìm đa năng nhá. 100.000 một cây. Giá rất hạt rẻ bình dân. Con này đây em sẽ giới thiệu cho bác từng chức năng một này. Đấy. Bình thường là có những cái chiếc kìm như bình thường nó sẽ có là những cái đầu, ví dụ như là đầu kẹp này, đầu cắt này. Đấy, con này là bằng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đó, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Và ở bên này thì nó sẽ có là dưới này sẽ có là cái đầu tuốt dây này. Đây, cái phần này là cái phần đầu tuốt dây này. Đấy, tuốt dây rồi có cả cái phần đầu kẹp cốt này, lò xo trợ lực nhá. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn đẩy ra nó sẽ lò xo, nó sẽ có trách nhiệm đẩy cho bác. Đấy, thì các bác xài rất là nhàn. Về các bác xài sử dụng gia đình này, cắt kẹp này, tuốt dây này, bấm cốt cho em rất ok luôn. Mà nhiều chức năng này, giá nó chỉ của bác giá chỉ có 100.000 một cây thôi. Đấy, tội gì các bác không mua. Bình thường các bác mua những con kìm thường nó chỉ có một vài chức năng thôi mà giá nó khoảng tầm hơn 100.000, ở đây chỉ 100.000, sở hữu rất nhiều chức năng khác nhau, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em. Đấy, bằng thép CRV, phần đầu thân này có bọc cách điện để các bác xài sử dụng sửa chữa điện đóm an toàn nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Cái lên mã sẽ là cái mã cây kìm đa năng 100.000 một cây này, 100.000 một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã, đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá, tỉa lông mũi rất ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái dụng cụ tỉa lông mũi nha. Giá nó thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. 30.000 một cái tỉa lông mũi nhiều quá nhá. 30.000 một cái. 30k. Các bác nào mà lông mũi dài, đấy các bác dùng kéo các thứ giờ. Đấy, rồi các bác ngại cắt, đấy, đặc biệt là các bác dùng kéo rất nguy hiểm nhá, chẳng may mà kéo nó có chạm vào trong bên trong mũi gây ra chảy máu rồi nhiễm trùng rất nguy hiểm. Đấy, mà bên trong mũi rất là khó xem, khó chữa. Các bác mua trong cái dụng cụ này về chuyên để các bác tỉa lỗ mũi nhá. Các bác chỉ việc xỏ vào trong lỗ mũi, các bác bấm cho em này, bấm cho em. Đấy là nó sẽ cơ chế của nó vòng xoay này, nó sẽ nghiến đứt cái lỗ mũi các bác nhá. Đấy, và cắt rất là sạch sẽ, ok luôn, rất êm ái và dễ dàng sử dụng nhá. Chỉ việc cho vào sau đó các bác bóp. Đấy, và khi là dùng xong mình có thể vệ sinh cất đi cho em thoải mái luôn, hoặc là mang đi du lịch đi chơi ok luôn. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ để tỉa lông mũi nhá. Giá em đang gửi bác là 30.000 một cái tỉa lông mũi nhá. Tiếp theo thì tiếp tục lại về đó là cái mã hàng, đó là cái móc khóa titan nhá. Em báo giá luôn, cái này thì cũng giá hạt rẻ thôi, chỉ có 10.000 một cái móc khóa titan này. 10.000 một cái móc khóa titan nhá, 10.000 một cái. Đấy, nó không như những cái dòng móc khóa thường. Những cái móc khóa thường các bác xài rất là nặng, thứ hai là nó ít chức năng, như con này rất nhiều chức năng luôn. Và đặc biệt là cái ưu điểm của cái sản phẩm móc khóa titan này thì chất liệu nó là bằng titan, nên khi mà các bác xài rất là nặng, rất là nhẹ nhá, rất nhẹ. Titan là một cái loại vật liệu mà chất liệu mà siêu cứng và siêu nhẹ, chuyên dùng trong ví dụ như là cái ngành công nghiệp máy bay này, hoặc là những cái ngành ví dụ như là những cái móc đeo thứ này. Đấy, cái móc đeo này chuyên dùng cho ví dụ như là những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi, cắm trại, người ta hay xài cái móc này. Đấy, hàng này hàng bên em lô hàng nước ngoài rất xịn sò, ok luôn. Đó, hàng chuyên dùng cho dân phượt, dân leo núi này. Đấy, bình thường là các bác sử dụng như một chiếc móc bình thường, và các bác muốn khóa nó lại thì các bác siết trên cái phần vòng này. Đấy, là nó sẽ khóa cắc ngư luôn. Đấy, chắc chắn luôn nhé, không thể mở luôn. Đấy, rất an toàn, ok. Con này với là hàng chuẩn móc khóa này, chứ bình thường các bác mua ở thị trường nó chỉ bóp bóp này thôi, và nó rất là dễ dàng mở ra. Như con này này, siết vào xem cái là nó chắc hư luôn. Đấy, chắc như đeo luôn nhá. Đấy, nó rất là hay, ưu điểm của nó rất là hay, và thứ hai là nó rất là nhẹ. Bình thường các bác mang những cái móc khóa kia rất là vất vả, nặng nề, nhưng con này các bác xài rất nhẹ này. Đấy, nhẹ lắm. Con này nó bằng chất liệu titan này, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng thích lắm. 10.000 một cái nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan. Bên em là gửi bác một cái móc khóa này là 10.000 một cái. Đấy, giá rẻ bình dân mà dùng rất nhiều việc, móc chìa khóa, móc đồ thứ này rất ok luôn. Hàng đó là thắt lưng dù. Đó, đang bán hết hàng, rất là bực mình ạ. Đấy, thì nhiều bác cũng rất là bực mình, bác thông cảm hết sức nhá. Vì nhiều khi là những cái mã đang bán nó hết hàng. Đấy, cái này thì em không mong muốn. Đó, đi đây. Hôm nay tiếp tục lại về mã thắt lưng dù của Mỹ này, US này. Đó, 1966 nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đấy, cái này thì thôi em cũng không quay nhiều nữa, vì quay rất là nhiều rồi. Đấy, quay nhanh bác luôn. Ở đây, mặt này dây này rất đẹp chắc chắn. Con này bảo hành bác 10 năm luôn, dùng siêu bền nhá. Đấy, dùng siêu bền, rất đẹp nhá. Đó, mặt dây rất đẹp luôn. Đó thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái thắt lưng dàn di, hoặc là thắt lưng vải dù của Mỹ. Đấy, thắt lưng dàn di của Mỹ nhá. Sản phẩm này thì sẽ có giá là đi hàng này của quân đội Mỹ, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60.000 một chiếc thắt lưng nha. Đấy, 60k một chiếc thắt lưng dàn di của Mỹ nhá, 60k một cái.
hàng mới nguyên trong bì nhai luôn. Đó, rất ok. Ngoài ra đây mình em có bán kèm thêm bác đó là cái mũ dàn di. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội này, đấy sưu tầm cho em một cái bộ này luôn, vừa thắt lưng vừa mũ luôn, rất đẹp nhá. Đấy, mũ lên form dáng rất đẹp này. Đó, đây. Mũ rất ok, đội cực kỳ mát, 100% cốt tông, có phần vải lưới, đội rất thoáng khí nhá. Lưỡi chai lên form rất đẹp. Đó, USA này. Đấy, chữ nghĩa thêu tay rất ok luôn. Đó, thì em báo giá luôn. Cái mũ này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó cũng sẽ là 60.000 một chiếc luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là mũ dằn gì của Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Đó, bán đồng giá luôn. Thắt lưng cũng 60 mà mũ cũng 60.000. Các bác lấy món nào thì cứ báo nhau, hoặc các bác có thể lấy lẻ hoặc có thể lấy cả đôi. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội mình sưu tập cho em một cái bộ này về. Đấy, bao ngầu bao đẹp các bác luôn. Đó, mũ 60, thắt lưng 60 nhá, đồng giá bằng giá nào luôn, lấy cái nào thì báo nha. Đấy, và các bác có thể lấy cả đôi về. À, mình đi cho cả một bộ nó đồng bộ như nó đẹp không nhá. 60.000 một sản phẩm mũ và thắt lưng. Rồi mã tiếp theo thì đây, tiếp tục lại về cái mã đó là công tắc nhót này, cũng bữa trước là đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng lại tiếp tục về nhá. Hôm nay hàng tiếp tục về đây. Đấy, dòng công tắc nhót của thương hiệu Hinoki nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, nhưng mà sản xuất theo công nghệ Nhật cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Đấy, con này về các bác sử dụng tắt bật và bóng đèn thiết bị thứ này rất ok ngon lành. Đấy, hàng sản xuất của hàng hãng của Hinoki nên rất chắc chắn. Đấy, cầm một con công tắc nặng trịch luôn, cái nhựa của nó rất là dày nhá, chấu của nó sẽ là chấu đồng, về các bác xài rất ok. Cái này thì giá bình dân thôi, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 công tắc nhót nhá. Đấy, combo 3 cái công tắc nhót này mình em sẽ gửi bác giá sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Cứ lên mã giúp em sẽ là một combo 3 cái, giá của nó sẽ là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi mà các bác sở hữu luôn là được 3 cái luôn. Đó, 3 cái công tắc nhót nha, giá 3 là 20.000. Đấy, bán một lúc là 3 cái nha các bác nhá, không bán lẻ một cái đâu. Đấy, bán một lúc là 3 cái luôn là 20.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót 20.000 3 cái. Tiếp theo thì đây, về tiếp tục cho bác đó là cái mã fix cam này, mã fix cam chịu tải công suất lớn này. Hàng cũng của Hinoki luôn, made in Japan. Đấy, chân đồng rất to chắc chắn nhá. Con này là siêu chịu tải, nó là fix cắm siêu chịu tải nhá. Lên đến công suất là chịu tải lên đến là 3000W này, dùng rất thích luôn. Đấy, thiết kế và độ hoàn thiện cực kỳ là chắc chắn. Đó, phần nhựa chống cháy này, chân đồng này, phần đuôi, cái phần đầu nó thiết kế đây để chống bị gập dây gãy dây này, thiết kế rất chắc chắn và đảm bảo cho bác xài luôn. Cái này thì giá cũng rất bình dân thôi, 10.000 thôi nhá, 10.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái fix cắm màu cam nhá, fix cắm màu cam, fix cắm siêu chịu tải lên đến là 3000W nhá. Cái này dùng cho những cái thiết bị ví dụ như là nồi lẩu này, rồi là máy móc thiết bị, những cái sản phẩm mà những cái máy móc mà công suất lớn. Đấy, các bác xài những cái fix kia nó rất hay bị chảy, các bác chuyển sang cái fix này cho dùng cực kỳ thích luôn. Đó, fix cắm của Hinoki siêu chịu tải lên đến 3000W nhá, giá của nó thì cũng chỉ có 10.000 thôi các bác nhá, 10.000. Rồi ngoài ra thì vẫn còn cho bác đó là cái fix cắm chân dẹt này, chuyên dùng cho những cái thiết bị sử dụng điện Nhật. Đấy, Nhật là người ta hay dùng chân dẹt. Đấy, mà mỗi lần các bác xài, các bác cắm vào những cái ổ điện Nhật đấy là nó bằng chân dẹt rất là khó chịu. Đấy, vì chân tròn này của Việt Nam này thì chịu không được cắm được. Như đây các bác mua trên cái fix về, chuyên dùng cho những cái ổ điện Nhật nhá, thiết bị điện Nhật người ta hay dùng chân dẹt mà. Đấy, các bác mua trên cái fix về. Đấy, giá thì cũng bình dân thôi, 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Lên mã giúp em sẽ là cái fix cắm chân dẹt nhá, fix cắm chân dẹt, giá bên em là gửi bác là 10k. Chân của nó sẽ là chân dẹt, chân 100 là chân khâu đồng luôn, rất chắc chắn xịn sò. Fix thì chất liệu bằng nhựa va đập chống cháy chống vỡ, đảm bảo an toàn, công suất lên đến là 16A 250V, các bác xài cho em thoải mái luôn. Đó, chân khâu đồng rất to này, các bác nhìn này, bản rất to và dày nhá. Đấy, dùng rất thích luôn, cắm cực kỳ chặt, 10.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái fix cắm chân dẹt nhá. Đấy, fix cắm chân dẹt 10.000 một cái. Sẵn video thì em còn hai con chảo tổ ong này, hai con chảo tổ ong em thanh lý nhanh bác luôn, giá thì em báo luôn 100.000 một cái này. Đấy, lên mã xem cái chảo tổ ong thanh lý nhá, 100k một cái mã chảo tổ ong thanh lý này, chỉ có 100.000 một cái thôi, rất chất lượng luôn. Đây đó, quá xịn sò, 100.000 một cái nhá. Con này đường kính của nó rơi vào là 28 cm. Đấy, về các bác dùng xào nấu bếp núc gia đình nhà mình rất ok. Đấy, cái lòng của nó rất là rộng, 28 cm. Đấy, thiết kế dạng mặt tổ ong này. Đấy, các bác xào nấu rán riếc đây cho em ok. Thiết kế này, đó, tay cầm chắc chắn ok luôn, đinh tán chắc chắn lắm. Con này xài nhà bếp gia đình rất hợp lý. Và cái chắc là nhiều bác hỏi con này là có dùng bếp từ không, thì em nói luôn nhé, con này dùng bếp từ ngon lành nhá. Đấy, dùng bếp từ cho em thoải mái. Đấy, hàng chuyên dùng thì các bác dùng bếp từ, rất chắc chắn chất lượng luôn. Đó,
chảo tổ ong hàng thanh lý nhá, chỉ còn có 100 ngàn thôi, em còn là hai con duy nhất. Đấy, hai con bán nhanh nó luôn, bác nào nhanh tay còn chậm tay hết à. 100 ngàn một cái nhá, chảo tổ ong hàng thanh lý, xào nấu rán nấu các thứ nhà bếp cho em rất hợp lý, chắc chắn chất lượng. 100k một cái chảo tổ ong thanh lý nhá. Lên nhanh luôn bác, đó là cái cây gãi lưng, các bác lên mã em sẽ cái cây gãi lưng nhá. Đấy, thì em đợt này em cũng đang giảm giá cây gãi lưng này, giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 10 ngàn, đó 10k nhá, 10k lên mã em sẽ cái cây gãi lưng chỉ có 10.000 thôi nhá, 10k. Đấy, 10 ngàn một cái cây gãi lưng này, giá rất hạt rẻ mà rất là tiện luôn. Về những cái chỗ vị trí các bác không thể với tay các bác gãi được, các bác dùng cây này mình có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra thu ngắn lại rất tiện dụng. Cái phần đầu của nó sẽ là cái dạng sừng. Đấy, dạng sừng đó, về các bác dùng gãi vừa massage. Đấy, mà gãi lưng gãi liếc rất ok, 10 ngàn một cái nhá, tiện cực kỳ luôn đó, nhỏ gọn tiện lợi, các bác để ở nhà nhà mình đó, mỗi lần mình ngồi xem tivi thứ là mình ngứa lưng gãi lưng ra. Đấy, thì mình dùng cái cây mình gãi này rất ok. 10k một cây gãi lưng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ cạp cắt ống này, các bác cứ lên mã em sẽ cái cạp cắt ống này. Đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng, cắt ống kim loại rất tiện dụng luôn. Đấy, cạp cắt ống kim loại nhá, giá em báo luôn 70.000 một cái cặp cắt ống kim loại này, 70.000 một cái, rất tiện rất hay, các bác không cần phải dùng điện, dùng lõm hay là máy móc các thứ lỉnh kỉnh. Đấy các bác, những cái ống đồng ống điếc các thứ này. Đấy, nó kích cỡ nó từ ống phi 32 trở về là con này cắt thoải mái luôn. Đấy, từ ống nhỏ nhất là ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống phi 32 nhá. Đấy, nó có kích cỡ đây là. Đấy thì con này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc nới cái này ra, nếu mà ống to nới ra, còn nếu mà ống nhỏ các bác thu vào xoáy cái này. Đấy, sau đó các bác đây, ví dụ như này em có cái này. Đấy, các bác cạp nó vào đây, cạp nó khớp nó vào. Đấy, sau đó các bác siết nó vào là cứ thế, là các bác quay thôi, cứ thế này các bác quay. Đấy, vừa quay các bác vừa siết cho em con này. Đấy, để cái lưỡi nó bấm bấm, lưỡi nó bấm vào là ok thôi nhá, là ok, có thế thôi, rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ nhá. Đấy, rất ok rồi. Đây này. Đấy, sau khi quay nó sẽ tạo ra cái vết này, các bác nhìn này. Đấy, tạo ra cái vết này đó, là các bác sử dụng ok. Giá thì em đang gửi bác là 70.000, con này cắt ống đồng ống kim loại rất sắc bén luôn, cái lưỡi của nó sắc lắm, lưỡi cắt cực kỳ ngọt mà tiện, đỡ phải điện đó mày máy móc gì, các bác chỉ việc cầm này đi các bác cắt xem. Đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng ống kim loại nhá, 70k một con này, cạp cắt ống kim loại 70k một cái. Đây các bác cùng qua video này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bàn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC, dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là một cái ống cắt rất là mịn và phẳng luôn nhá, cắt rất là ngọt luôn. Cắt ống kim loại, ống đồng, ống thép, ống tiếp này cắt rất là ngon này luôn. Từ ống 3 nhá, nhỏ nhất ống 3 cho đến ống lớn nhất ống 32. Đấy, cắt ống nhựa nó còn ngon nữa. Đấy, không những là cắt ống kim loại, cắt được cả ống nhựa luôn, ống nhựa cắt rất là ngon. Đó, 70.000 một cái này. Tiếp theo thì ở đây là về một cái bộ mã này rất hay, các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái bộ V9 nhá. Bộ này mã của nó sẽ là bộ V9, em báo giá luôn. Bộ này thì sẽ có giá là 40k. Đấy, về các bác có những cái con máy khoan pin này, máy khoan điện cầm tay nhá, rất tiện dụng luôn. Các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác siết bu lông. Đấy, rồi là mở bu lông rất tiện dụng luôn đây. Đấy, bộ của nó sẽ gồm có là 9 cái đầu nha. Đấy, 9 cái đầu, kích cỡ của nó thì từ 5 này, 6, 7, 8, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, sẽ gồm có tổng là 9 đầu nha. Đấy, 9 đầu. Đấy, các bác nhìn những cái đầu chưa? Đầu nó chưa? Chuyên để các bác dùng để siết và mở bu lông nhá. Đấy, và cái hay của nó cái này là thiết kế cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác. Đấy, chân 635 ấy. Về các bác cho vào những cái con máy khoan pin, máy khoan điện. Đó, các bác bắt vào để các bác siết bu lông, mở bu lông rất tiện dụng luôn. Đó thì các bác cứ lên mã sẽ cái bộ V9 nhá. Mã của nó sẽ là mã V9. Đấy, V9. Bên em đang gửi bác một cái bộ V9 này là 40.000 một bộ nhá. 40.000 bộ, nó sẽ gồm có là 4 cái đầu, 9 cái đầu này. 9 cái đầu để các bác siết bu lông từ to nhỏ luôn. Có những cái đầu rất là hiếm này, đầu 5, đầu 6, đầu 7 này, những cái đầu này đã có kiếm mua lẻ rất là khó này. Đấy, như bộ này nó có luôn. Đấy, còn những cái đầu 13 thì là những cái đầu phổ thông, bác xoáy cũng khá là nhiều này. Xoáy xe đạp, xe máy này, xoáy những thiết bị dùng ok luôn. Đó, chỉ có 40.000 thôi, rất tiện dụng. Về lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay, các bác chiến ngon lành luôn. Xoáy dùng để xoáy siết bu lông nhá, có nhá. Đấy, các bác cùng coi về cái sản phẩm này. Đấy, đấy, về các bác lắp vào máy khoan này. Đó, siết ngon lành luôn nhá. Đấy, siết này. Đấy, siết ngon lành luôn. Thấy không? Đấy, mở ra này, siết vào này, ngon lành luôn nhá. Rất tiện dụng. Đó, về lắp vào máy khoan là xài thôi.
40k nhá, 40k. Cái bộ mũi vít V9 nhá. Đấy. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Các bác lên mã cho em xem cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này hay lắm. Về các bác xài gia đình này. Đó, rất tiện dụng luôn, mình xài được cả nhà xài luôn. Đấy, bấm móng tay này rồi là có những cái đồ ví dụ như lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm kéo lấy da chết này. Đấy, rất tiện. Một bộ này là giá nó chỉ có là đi 40 ngàn thôi. Đấy, đựng trong một chiếc ví rất đẹp nhỉ. Đấy, chắc chắn chất lượng. Đấy, hàng rất xịn sò, ok. Đấy, đấy, ví nâu nhá, ví nâu rất nhiều chi tiết chuyên dùng được các bác làm móng, làm neo. Đấy, thời trang các thứ ra. Đặc biệt là dùng cho các chị em phụ nữ thì bộ này rất là ok. Đấy, 40k nhá, 40k. Cứ lên mã giúp cho em xem cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Bộ bấm móng ví nâu này. Giá của nó sẽ là đi 40 ngàn. Đấy, chỉ có 40 ngàn bộ thôi. 40k một bộ, giá quá hạt rẻ bình dân. Đây quay cho bác lần nữa này. Đó, bấm móng tay này, kìm cắt lấy da chết này. Bên này là có những cái đồ rũa giếc rồi cả nhíp này, đồ lấy dây ta này, rồi là có những cái đồ nặn mụn này. Tuyệt là vời luôn. Đó. Còn bộ này 40 ngàn nhá, bộ ví nâu nhá. Cứ lên mã cho là bộ ví nâu 40k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ tay nắm cửa này. Đấy, về các bác có nhà các bác nào hay có những cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác xài trong này ngon lành luôn. Đây. Đấy, một cái dạng tay nắm cửa về để các bác bọc cái tay nắm cửa nhà mình vào. Đấy, tránh tình trạng là va đập này, chấn thương các thứ này. Đấy, về các bác bọc vào, thứ nhất là vừa bền cái tay nắm cửa này, thứ hai là nó bị tránh bị va đập vào trong tường. Đấy, đặc biệt là cái tường nó hay có gạch men các thứ, nó hay đập vào nó bị vỡ các thứ thì các bác mua cái này về. Đấy, nó giảm chấn thương thứ đi, rồi là giảm bị va đập cái khóa và nó nhanh hỏng nhá. Đấy, về cứ có tay nắm chữ L là các bác cài vào trong là ok. Đấy, kích thước kích cỡ của nó là silicone co giãn thì các bác lắp hầu như tất cả các loại cửa bây giờ đều dùng được cái này luôn. Đó, tay nắm cửa silicone nhá, giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá một cái tay nắm cửa này là 15.000 một cái, chỉ có 15k thôi, 15k một cái tay nắm cửa này, 15.000 cái, giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đây các bác cùng qua này, về cứ có tay nắm cửa chữ L là các bác bóc vào đây. Đấy, bọc vào đây. Đấy, ngon này cái nào luôn. Đấy, đẩy cái là dính luôn, rất ok nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, về bọc vào cái tay nắm cửa chữ L là ok, 15.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái tay nắm cửa 15k một cái. Kia kìm tuốt dây thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác nhá, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k một cái cây kìm tuốt dây nhá, 40.000 một cái thôi, chỉ 40.000. Về các bác dùng để tuốt dây tuốt giếc các thứ này, rất tiện dụng luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác anh em thợ điện này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình điện dân dụng có một con này rất tiện. Đó, các bác sẽ tuốt được các cỡ dây là từ 2.6 ly này cho đến nhỏ nhất là từ 0.6 ly cho đến lớn nhất dây là 2.6 ly nhá. Đấy, rất nhiều kích cỡ dây khác nhau này, mm AVKG này. Đấy, nói chung là nó nhiều cỡ, nhiều dây khác nhau. Đó, về các bác xài sử dụng điện dân dụng, điện gia đình ok luôn. Ngoài chức năng là tuốt dây nó còn có cả một cái chức năng là cắt dây được luôn này. Đấy, vừa tuốt dây vừa cắt dây mà nó rất là nhỏ gọn nhá. Nó chỉ vừa một cái lòng bàn tay thôi, các bác có thể bỏ túi mang đi mang lại, rất tiện dụng luôn. Nói chung là anh em thợ nên có, hoặc là gia đình các bác nên có một cái tuốt cực kỳ tiện luôn, chỉ cần việc cho dây đây cái giật cái ra luôn. Đấy, vỏ ra vỏ mà lõi đồng ra lõi đồng luôn. Đấy, rất ok, chắc chắn chất lượng luôn. 40.000 một cái nhá, kìm tuốt dây. Đấy, 40k một cái kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Đấy, thước kẹp điện tử nhá, em báo giá luôn một cái cây thước kẹp điện tử này, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100.000 nhá, 100.000, 100k cho một cái cây thước kẹp điện tử này, 100k thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp gem điện tử 100.000 một cây. Đó, có đi kèm một cái hộp đựng bảo vệ này. Và bên công ty thì rất là cẩn thận, có gửi kèm thêm cho bác là một viên pin dự phòng và một viên pin có tích hợp sẵn ngoài rồi. Đó, thì một chiếc thước kẹp điện tử này là 100.000 một cái. Đây, quay cho bác coi luôn. Đó, hàng của nó mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, chất liệu của toàn bộ của nó là bằng nhựa và carbon. Đấy, bằng nhựa và carbon nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. 100.000 thôi nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, và đi kèm là một viên pin này, một chiếc hộp đi kèm. Đấy, đầy đủ một bộ luôn. Đây, về các bác dùng để kèm thì bắt đầu về thì các bác sử dụng, các bác rút treo cái xeo pin này ra này. Đấy, rút cái xeo pin ra. Đấy, rút ra cái là nó nhảy luôn. Còn nếu mà về các bác chưa rút là nó không nhảy đâu nhá. Đấy, đóng vào là nó sẽ bị mất, nó không lên đâu. Đấy, đây. Đấy, em bấm giờ nó không lên này. Đó, giờ các bác muốn được thì các bác rút ra cái là nó hiện luôn. Đó, thấy không? Rất ok. Con này thì các bác dùng để đo gem, đo ly rất tiện dụng, mà đặc biệt là những bác nào mắt kém các bác nhìn vào đây này, nó rất là khó nhìn thì các bác nhìn luôn vào cái màn hình này xem.
kéo đâu nó đón đây luôn. Đấy, kéo đâu đón đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Và có một cái nút on off này, lúc nào dùng bật lên không dùng mình tắt đi, tiết kiệm pin. Đấy, và có hai đơn vị đo là mili với inch, một đơn vị là zero xóa sạch này. Con này thì nó sẽ có phần pin của nó đây, pin của nó sẽ là pin cúc áo. Pin này thì các bác rất là dễ mua và rất là dễ dàng thay thế rồi. Đấy, và bên nhà sản xuất là có gửi kèm thêm một viên pin dự phòng nên là các bác cứ xài cho em thoải mái luôn. Đó, đây. Đấy, các bác có thể đo kẹp trên này, kẹp kẹp trên này, kẹp dưới này. Ngoài ra có một cái phần dâu nó thò ra để các bác có thể đo chiều sâu. Đấy, đo chiều sâu. Nói chung khá là tiện nha, một cây thước kẹp nha. Xài anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này, đo kẹp những cái đồ cần thiết này mình rất ok. Đó. 100k nhá, 100k một cái cây thước kẹp điện tử, nó có hiển thị cái màn hình điện tử trên này, nó rất là ok. Các bác biết là chính xác của nó bao nhiêu để đỡ phải nhìn số đây, mà nó báo luôn trên màn hình luôn. Và bác nào mắt kém nhìn vào cái màn hình nó rất là dễ nhìn này, số to rõ ràng ok. Đấy, mà nó chính xác chuẩn xác nhá. Đấy, chuẩn xác từng mm một luôn. Đó. À, 100k một cái nhá, thước kẹp điện tử mới nguyên hộp nha, rất chắc chắn. Cái này bên em bán khá là nhiều, giá hợp lý mà sản phẩm dùng chất lượng ạ. Cái gen con nhiệt nhá. Đấy, thì hôm qua hôm kia thì đang bán cái mã gen con nhiệt, cái loại 10.000 một bó ấy, thì đang bán cái mã thì nó hiện tại đang hết hàng rồi. Đấy, nhưng mà em anh nhập được cái lô này nó xịn hơn. Đấy, mà giá của nó thì cũng chỉ có nhỉnh hơn một chút thôi. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái túi gen con nhiệt 162 ống nhá. Đấy, 162 ống, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k một cái túi gen con nhiệt 162 ống như này. Cái này thì nó sẽ chia ra làm từng chia ra làm từng túi một nhá. Đấy, từng túi một, nghĩa là nó nhiều cỡ, nhiều cỡ, và nó sẽ chia từng túi một với từng cỡ khác nhau đây. Đấy, ví dụ như là một túi này, cỡ này chắc của nó cỡ 1 ly này. Đấy, rồi là cái loại này chắc là tầm 5 ly này. Đấy, 5 ly, rồi là 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly. Đấy, nói chung là nó cũng khá là nhiều cỡ khác nhau các bạn. Và nhiều ống khác nhau nhá. Đấy, thì 162 ống nhá. Đấy, 100 em ngồm đếm là một túi này là 162 ống khác nhau này. Đó, và cái hay của cái túi này là nó rất nhiều màu khác nhau. Để về tiện cho việc là các bác có thể đánh dấu dây nhá. Đánh dấu dây, ví dụ là dây màu này là dây dương hoặc dây âm các thứ, hoặc là dây nóng, dây lạnh các thứ ra. Để về các bác đánh dấu nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó cũng chỉ có cao một chút thôi. Mà 20.000 một túi như này là 162 ống nhá. Đấy, 162 ống. Giá sẽ là 20k một túi nhá, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Về các bác xài, nói chung nếu mà các bác xài gia đình thì chắc là phải vài năm mới hết một túi này, còn nếu mà anh em thợ thuyền xài bộ này cũng rất là tiện, giá nó hạt rẻ bình dân. Đấy, mua về các bác xài cho em. Đó, túi ống gen con nhiệt nhá. Đấy, dòng này là dòng gen con nhiệt nhá. Đấy, gen con nhiệt 20k một túi này là 162 ống nhá. À, rất nhiều kích cỡ khác nhau đã chia ra từng túi một nha. À, về các bác bóc ra là xài thôi. Đấy, nó phân chia từng túi một rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái phích cắm chịu tải công suất 3.000W này, hàng của Hinoki nhá. Hinoki thì nó là công ty của Việt Nam. Đấy, nhưng mà nó chịu trách nhiệm dưới sự giám sát của Nhật cũng nhá, rất xịn sò luôn. Đấy, hàng made in Việt Nam, Hinoki. Đó. Con này chịu tải công suất lên đến là 3.000W nhá. Đấy, chuyên dùng cho những cái dòng thiết bị nó công suất lớn quá, công suất lớn. Đây. Đấy, phích cắm siêu chịu tải này, 3.000W, hàng của thương hiệu Hinoki này. Đấy, an toàn là trên hết nhá, mua một lần dùng một đời. Đấy, cái thiết bị điện mà của công ty Hinoki này bên em bán rất là nhiều những cái sản phẩm của công ty này, hàng cực kỳ chất lượng luôn, dùng rất thích nhá. Đây. Đấy, nó thiết kế rất chắc chắn luôn này, cái phần đầu đồng này rất to, bản rất to chắc chắn luôn, ốc yếu các thứ này. Đấy, thiết kế rất là đẹp nhá, có cả cái phần chống gập gãy dây rất ok. Đó, đây đặc điểm nổi bật này, thân phích được làm bằng nhựa chuyên dụng này, dùng cho thiết bị điện chống vỡ này, chịu nhiệt này, chống giò điện này. Đấy, chân phích làm bằng đồng này, chất lượng cao, dẫn điện tốt, không phóng điện này, siêu bền, không dỉ sét nhá. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn lên đến là 3.000W nhá. Đấy, 3.000W. Đấy, thì các bác những cái thiết bị nào nó dùng những cái con motor các thứ giờ dùng những cái công suất nó lớn. Đấy, các bác hay cắm những cái dòng phích nhỏ là nó hay bị chảy phích các thứ giờ. Đấy, các bác mua trong cái phích này về các bác thay rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác thay cho nó ok. Lên mã thì em sẽ là cái phích cắm màu cam nhá. Phích cắm màu cam chịu tải là 3.000W nhá. Giá của nó thì em bán rẻ thôi. Giá của nó em đang gửi bác giá sẽ là 10k một cáo nhá. 10.000 một cái phích cắm màu cam công suất 3.000W nha. Đấy, lên mã thì em ra cái phích cắm màu cam cho nó dễ không nhá. Đấy, màu cam đó, 3.000W, chỉ có 10.000 một cá thôi. Về các bác chuyên dùng để sử dụng những thiết bị chịu tải cao, công suất lên đến 3.000W nha. Đó,
Tiếp theo thì về thêm cho bác cũng đó là cái dòng đồ điện của Hinoki này. Đấy, Hinoki đây. Đây. Đấy, Hinoki con này là cái công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót. Đấy, hàng của Hinoki thì các bác yên tâm về chất lượng và cái độ hoàn thiện của cái sản phẩm Hinoki rất chắc chắn luôn. Đấy, công tắc nhót nhưng mà em cầm. Nhưng mà so với cái dòng công tắc cỏ các bác mua ngoài thị trường cũng là công tắc nhót luôn, nhưng mà ngoài thị trường không bao giờ nó chắc chắn này. Đấy. Các bác nghe tiếng kêu phích này của cái công tắc này rất sướng luôn, bấm cực kỳ thích. Đấy, nó có độ đàn hồi, bấm rất thích và nó rất là chắc chắn. Chân của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân là chân đồng mà thiết kế nó, cái nhựa nó rất là dày. Đó, về các bác xài sử dụng nhá, bật tắt công tắc bóng đèn cũng như các thứ rất ok luôn. Đó. Con này thì 5A 250V. Đó, về các bác xoáy hai cái ốc này ra, đấu dây và là xài thôi. Đấy, công tắc nhót nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái công tắc nhót của Hinoki. Đấy, bên em sẽ bán nó combo một lần là 3 cái, giá sẽ là 20.000 cho 3 cái này. Đấy, công tắc nhót nhá, 20.000, 3 cái công tắc nhót nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy. À, tiếp theo đó là cái phích cắm điện âm. Đấy, phích cắm điện âm. Phích cắm điện âm này thì cũng sẽ có giá là 20.000 cho 3 cái phích cắm âm nha. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái phích âm nhá. Đấy, phích âm 20.000 3 cái phích âm. Về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Đấy, bình thường là các bác đấu thiết bị là các bác ví dụ như là nó có một cái thiết bị mà nó đã sẵn có sẵn cái phích cắm này rồi, nếu mà các bác mà nhiều khi là nó bị liền đấy, mà nó liền thì các bác là cứ phải cắt ra, các bác đấu dây lại thì nó rất là lãng phí, thì nó lại bị mất cái độ zin của sản phẩm đi đấy. Thay vì như thế thì các bác mua cái này về, các bác chỉ việc là đấu dây ở cái đầu nguồn đằng này thôi, còn cái đầu này là các bác không phải cắt dây đấu nào cả, các bác chỉ việc cắm hai cái với nhau. Đó, cắm hai cái với nhau là các bác xài. Đấy, phích cắm rất chặt và rất là ngậm luôn. Đó, con phích âm thì rất tiện này. Đó, về các bác xài sử dụng nhá. Đó, cắm các thiết bị nhà mình đỡ phải cắt dây giếc gì, chỉ việc đấu phích này vào, sau đó là đấu vào nguồn điện là các bác phập vào là xong thôi. Đó, phích âm nhá. Cứ lên mạng em sẽ là phích âm combo 3 cái. Đấy, bán một lần 3 cái nhá. Giá sẽ là 20.000 3 cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái này là cái ổ điện cũng của công ty Hinoki này. Hinoki này em bán nó khá nhiều sản phẩm, thì nói chung là cái hàng của Hinoki này thì nó rất là chất lượng, dùng ok, mà hàng lại của Việt Nam đấy thì mình ủng hộ được là cái tốt các bạn, bởi vì hàng Việt Nam mà, đấy, nên mình ủng hộ người Việt dùng hàng Việt. Đó, phích cắm ổ cắm chịu tải liền dây này, đấy, 30A 250V nhá. Đó, con này nó chịu tải được công suất là lên đến là 30A nhá, 30A. Đấy, các bác nào muốn một cái con ổ hàng chịu tải cao thì các bác mua trong con ổ này. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn này. Đấy, thì các bác dùng cho em ổ này rất ok luôn. Đây này, đấy, tem kiểm định chất lượng rất ok luôn này. Đây, đó, 6.000W nhá. Đấy, 6.000W, max là 30A 220V. Đó, made in Việt Nam, hàng của công ty Hinoki. Hinoki. Con này thì ổ này sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 lỗ nhá, 6 lỗ, và nó sẽ có một cái đèn báo luôn. Và sợi dây đi kèm. Dây là nó cũng sẽ đúc liền với ổ với dây luôn. Đây. Đấy, có cả dây phích này, phích của nó cũng là phích đúc luôn này, rất chắc chắn nhá. Dây thì rất là mềm. Dây mềm lắm, dây dùng mềm dùng thích. Đó. Về các bác cắm ví dụ như những cái thiết bị điện công suất lớn, máy móc, máy hàn máy hiếc này. Rồi là nồi lẩu này, máy bơm motor này. Đấy, các bác cắm con này cho em rất ok, hàng toàn bộ là hàng chân đồng 100% luôn, chắc chắn chất lượng lắm, cắm thích lắm. Con này nhà em đang xài nó bền chất lượng. À, đây này, thông số kỹ thuật này, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ là mặt ổ chống cháy này, không mối hàn, nó rất ok, chịu tải công suất lớn 6.000W nhá. Cứ lên mã giúp xem cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, ổ điện U6. U6 nhá, U6. Mã của nó sẽ là mã U6 nhá. Mã ổ U6, giá của nó thì em báo luôn. Bao tiền nhỉ? 120k. Đấy, 120.000 một cái ổ này. Chỉ 120.000 thôi. Đó, 120k một cái ổ điện, mã sẽ là mã ổ U6 nhá. U6 hàng mới tinh của công ty Hinoki. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mua một lần dùng cả đời luôn. Đó, rất ok, chắc chắn chất lượng U6 này. Đây, các bác cùng ngắm lại em nó, rất chắc chắn luôn, hàng chất lượng lắm, cầm nặng trịch, cầm cái ổ rất nặng luôn, mắc 6.000W nhá. Đó, rồi, ổ điện mã U6 nhá, U6 120.000 một ổ này.
tiện lô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo ổ, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha em nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ được ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Rồi, em lên luôn cho bác, đó là cái một cái sản phẩm rất hay, đó là cái rắc nguồn chuyển từ 5V sang 12V nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20.000 một cái rắc nguồn nha. Đấy, 20.000 một cái rắc nguồn chuyển từ 5V qua 12V. Đấy, thì cái cổng vào của nó này, cổng vào của nó sẽ là cái chân USB. Cái chân USB này thì về các bác có thể là ví dụ như là các bác có những cái cục sạc dự phòng. Đấy, các bác cắm vô để các bác lấy nguồn, hoặc thứ hai là các bác có một cái cục sạc điện thoại nha này. Đây, các bác có một cái cục sạc điện thoại như này, các bác cắm vô cho em là các bác sẽ cấp nguồn cho nó này. Đấy, thì cái nguồn vô của nó sẽ là nguồn 5V nhá, nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V.
Và cái nguồn da nó rất là hay là nó sẽ kích đẩy lên là 12V. Đấy, đẩy lên là 12V thì cái chân của nó đây. Chân nguồn da đây. Đấy, đẩy lên cho em là 12V nhá. Đó thì đây em sẽ cắm thử cho em đo cho bác luôn đây này. Đây ở đây em đang có một cái này em đang cắm một cục sạc để em đo luôn cho bác các bác nhá. Để đo luôn cho bác để các bác coi luôn. Xem nó có lên chuẩn là 12V không. Đó. Không có khi nhiều bác thắc mắc này. Đây em đo luôn cho bác nhá. Đấy đo luôn này. 12.58V nhá. Đấy, điện DC, đấy điện DC điện một chiều nhá, 12.58V. Đó. Cái nguồn 12V này thì các bác sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Và đặc biệt là cái củ Wi-Fi. Đấy, củ Wi-Fi. Đây ví dụ hiện tại đang em đang có một cái củ Wi-Fi của Viettel này. Đấy em cắm vào cho bác coi nhá. Đấy. Đây các bác nhìn này, DC 12V đúng nhá. Các bác nhìn cho DC 12V em cắm cho bác coi. Các bác nhìn nhá. Lên luôn. Đấy, rất là hay nhá. Bình thường ấy, là các bác cứ phải dùng một cái cục adapter nó rất là to. Mà thứ hai là trong những cái trường hợp mà mất điện thì Wi-Fi không thể làm việc được. Thay vì thế thì các bác em sẽ có một cái giải pháp này thì các bác sẽ mua cái dây này về và các bác có một cái cục sạc dự phòng. Các bác cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng cho. Đây, ví dụ ở đây là cái cục sạc dự phòng nhá. Cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng cho. Thế là lúc nào các bác cũng có Wi-Fi dùng luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, lúc nào các bác cũng có Wi-Fi dùng luôn. Mà thứ hai là nhiều khi là các bác dùng những cái con nguồn 10 à những cái thiết bị nguồn 12V. Đấy, các bác chế cháo hay dùng những thiết bị 12V mà các bác mua những cái cục nguồn nó rất là đắt đỏ. Mình thứ nhất là điều kiện kinh tế các thứ nó không cho phép này, mà thứ hai là mình muốn đơn giản hóa đi thì các bác mua cho em cái dây này về, rất ok luôn. Đấy, nguồn của nó sẽ là từ 5V nhá. Đẩy lên 12V. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái rắc nguồn hoặc là dây nguồn 5V chuyển qua 12V nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một dây. Đấy em vừa đo cho bác thực tế rồi. Đấy đo cho bác thực tế rồi. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy có những cái cục sạc điện thoại nhà các bác cắm hoặc là các bác kiếm những cái cục sạc dự phòng các bác cắm để các bác có thể là cấp nguồn cho những cái con Wi-Fi này trong những trường hợp mất điện các bác nhá. Đấy hoặc là những cái thiết bị nó dùng cái nguồn 12V, cái nguồn DC 12V nha. Để về các bác chế cháo này, rất ok luôn. Đấy thì về các bác cứ có cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc dự phòng có cổng USB, nguồn ra sẽ là 5V. Đấy, ví dụ như cái cục em đang cầm trên tay đây, cục này là cục của Samsung này. Đấy, nhà em cũng đang bán cục này luôn. Nếu các bác có nhu cầu mua thêm cái cục sạc cục nguồn 5V 2A của Samsung này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 30k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cục sạc Samsung 12V. Cục sạc Samsung 5V 2A nhá. Cục sạc Samsung 5V 2A này. Đấy 5V 2A. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái củ này. Đấy, về các bác cấp vào 220 nó sẽ ra nguồn 5V để các bác có thể sạc điện thoại các bác nhá. Hoặc là các bác cấp nguồn cho cái này để các bác xài cũng ok luôn này. Đấy thì cái dây này bên em đang gửi bác là 20.000 một dây, rắc nguồn 5V ra 12V là 20k. Còn cái củ sạc của Samsung này thì đang gửi bác là 30k nhá. Đấy, một cái thiết bị rất là hay mà hầu như gia đình nào cũng rất là cần, hoặc là anh em thợ thuyền chế cháo cần một cái nguồn 12V. Đấy, nó không cần quá là cồng kềnh mà thứ hai là giá nó hợp lý, chỉ có 20.000 một dây thôi. Mình mua về để các bác chế cháo nghịch ngội cũng rất hay luôn nhá. Đó, rắc nguồn 5V ra 12V. Giá đang gửi bác là 20.000 một dây nhá, 20.000 một dây. Cái này thì em cũng chia sẻ hơi chi tiết một chút thì chắc là nhiều bác bảo em nói nhiều thì thông cảm giúp em là nhiều khi những cái sản phẩm mới này nhiều bác chưa biết thì em nói nhiều một chút để cho các bác biết thôi nhá. Đấy, nhiều bác chưa biết thì các bác biết. Đấy, thì các bác nào mà biết rồi thì mình có thể tua qua, hoặc bác nào ưng thì biết về cái sản phẩm này có thể có nhu cầu đặt mua luôn thì gọi luôn nha, thì em chốt luôn nhá. Rắc nguồn 5V ra 12V, giá đang gửi bác là 20.000 một dây. Tiếp tục lại về đó là cái dòng móc khóa của titan. Đấy, chất liệu titan siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, dòng này là dòng của công ty leo núi, công ty thám hiểm này. Đấy, hàng họ thanh lý, bên em ôm lô được giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chất liệu là bằng titan nhá, siêu cứng siêu nhẹ nhá, chuyên dùng cho dân du lịch, dân thám hiểm, dân leo núi ấy. Người ta hay dùng cái móc này. Đấy, đi em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 10k nhá, 10k một cái móc khóa titan này, chỉ có 10.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân thôi, 10.000 một cái. Về các bác dùng để móc đồ này, móc chìa khóa này, móc ba lô này, hoặc là các bác có thể mua về xích động vật, con vật các thứ nhà mình, xích chó má rất hay. Đây này, bình thường là các bác sẽ dùng làm một chiếc móc khóa bình thường nhà nhá. Đấy, các bác bóp vào thì nó sẽ mở ra và các bác thả tay nó sẽ tự động nó đóng vào. Còn một cái hay nữa là các bác siết trong cái vòng này vào. Đấy, siết trong cái vòng này vào là nó sẽ khóa ngắc ngứ luôn, chắc như đeo luôn nhá, không thể giật ra được nhá. Đấy, nó có một cái chi tiết rất hay nha, là nó có một cái gen nha. Đấy, lúc nào các bác muốn mở các bác xoáy trong, lúc nào các bác muốn đóng các bác siết vào trong, rất là ok luôn.
Đấy, cái này với lại hàng gọi là hàng chuẩn móc khóa này, chứ bình thường là các bác mua những cái móc mà nó chỉ có như này thôi, nó cũng chỉ là cái móc thôi, chứ còn đây với gọi là móc khóa này. Đấy, nó có cả cái khóa an toàn đây này, rất hay luôn nhá. Đấy, đây với là hàng chuẩn móc khóa này, đó khóa cứng đơ luôn, rất chắc chắn an toàn, ok nhá. 10.000 nhá, 10.000 lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan, bên em gửi bác là 10.000 một cáo nhá, giá rất hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, nhiều bác thì có hỏi là bên em có thuốc diệt kiến không, thì đây một cái giải pháp rất tốt cho bác luôn, để về các bác chuyên dùng để diệt kiến ở gia đình mình nhá. Đấy, nó là chế phẩm diệt kiến sinh học nhá. Đấy, chuyên dùng để diệt kiến nhá, rất tốt luôn và rất là nhạy nhá. Các bác chỉ dùng cho em một vài lần thôi là con kiến là nó sợ nó chạy hết luôn. Đấy, mà rất là hay là cái lọ này các bác cứ giỏ trực tiếp vào những chỗ nào mà kiến nó hay chạy đi chạy lại, hoặc là hang ổ của nó nhá. Và khi mà cái con kiến nó ăn vào và nó sẽ đi về tổ, và đi về tổ thì cái bọn kiến ở cùng đấy là nó sẽ bâu với cái con đấy, và nó sẽ chết là nó chết hàng loạt luôn, nó chết là chết cả tổ luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác chỉ diệt được những con ở ngoài thôi, như cái chế phẩm rất hay là bắt đầu nó về tổ, bắt đầu nó bu vào cái con đấy là nó sẽ bị lây lây cái chất độc của cái thuốc này, là nó sẽ chết hết cả một tổ luôn đó. Thì bên em đang gửi bác giá 3 lọ thuốc kiến nhá, bán là sẽ bán theo 3 lọ một nhá, 3 lọ một, giá 3 lọ này sẽ là 20.000 đó, giá rất bình dân thôi, 20.000 cho 3 lọ thuốc kiến nhá. Đấy, riêng dòng này thì không nhạy, không lấy tiền bác luôn, dùng rất hay. Ở đây nó sẽ có cách dùng thứ đầy đủ hết, là để về các bác đọc sau đó các bác giỏ vào rất ok luôn, chỉ các bác giỏ cho em khoảng tầm 1-2 tiếng sau kiến đi hết luôn đó, rất nhạy nhá. 20k nhá, 20k cho 3 lọ thuốc kiến nhá. Đấy, bán cho combo là 3 lọ một là 20.000 3 lọ thuốc kiến nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác đó là cái chai nước tẩy bồn cầu này, em báo giá luôn chai này thì bên em cũng đang gửi bác giá sẽ là 50.000. Hàng này thì cũng hàng của siêu thị Nhật có nhá, hàng cũng của siêu thị Nhật, một chai này sẽ là 500ml. Cái này nó là cái dòng mà nó giống những cái chai mà Vim ấy, những cái chai mà nước tẩy vệ sinh con vịt mà các bác hay xài ở gia đình mà Việt Nam mình hay bán ấy, nhưng mà dòng này nó là dòng hàng nội địa của Nhật. Đấy, nên là các bác yên tâm về chất lượng, dùng rất sạch luôn. Đấy, dòng này của nó là cái dòng nước tẩy đậm đặc siêu sạch. Đấy, một chai 500ml với công thức là tẩy rửa cực mạnh nhá, giúp tẩy sạch mọi vết bẩn này, vết ố vàng này, diệt trùng này, khử mùi hôi khó chịu, giúp bồn cầu luôn sạch bóng này. Đó. Và cái loại này nó là đậm đặc gấp 10 lần so với cái loại bình thường. Đấy. Nhưng giúp bám lâu hơn trên bề mặt. Đấy. Và kéo cái dài cái thời gian mà cái dung dịch này tiếp xúc này. Đấy. Để nó tẩy sạch những vết ố bẩn này, rồi là những cái mùi hôi khó chịu ở trên bồn cầu nhá. Đấy, hàng này nó là hàng bán chạy top 1, số 1 của Nhật nhá, rất chất lượng luôn. Một chai là 500ml. Đây các bạn nhìn này. Made in Japan. Đó đấy, Made in Japan. Đó, hàng rất chất lượng luôn. Đây thì nó thiết kế cũng theo cái dạng kiểu dạng con vịt này, thì về các bác nghiêng nghiêng cái này xong rồi ở cái góc này các bác đổ thì nó sẽ ra. Đấy, nó sẽ ra nước nha, nó sẽ ra nước. Đấy, thì các bác ngửa chai này, sau đó cái phần vòi nó sẽ quặp ra và các bác phun vào trong những cái gầm của cái bồn cầu thì mình các bác để các bác xịt rửa nhé. Đó thì một chai này là 500ml, thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k một cái chai nước tẩy bồn cầu nhá. Các bác có lên mã em sẽ là cái chai nước tẩy bồn cầu, giá em đang gửi bác là 50k một chai. Đấy, hàng cũng của siêu thị Nhật, made in Japan, rất xịn sò chất lượng luôn. Cái này chuyên dùng để tẩy rửa sạch sẽ bồn cầu nhá. Đấy, nó thay thế những dòng nước truyền thống các bác hay xài, nó rất là loãng, như con này nó là dòng siêu đậm đặc nhá, và tẩy rất là sạch, rất là thơm luôn. Đó, giá em là gửi bác là 50k một chai, hàng cũng là hàng sách tay siêu thị Nhật, rất xịn sò luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây gãi lưng, các bác có thể là thu ngắn vào, các bác có thể kéo dài ra. Đấy, những cái vị trí mà khó gãi, bình thường là những cái vị trí ở lưng các thứ ra bác dùng rất là khó thò tay, các bác gãi được, các bác mua cho cái cây này về. Đấy, mình kéo dài ra thò vào lưng các thứ mình gãi nhá, rất tiện dụng luôn, vừa gãi ngứa vừa massage, rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác giá một cái cây gãi lưng này là 10.000 một cây nhá, 10k. Lên mã em sẽ cái cây gãi lưng nhá. Cái phần này của nó đầu nhựa sừng. Đấy, gãi rất là êm luôn. 10.000 một cái cây gãi lưng nha. Bộ mũi khoan đa năng nhá, lên nhanh luôn bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng, một hộp này là 5 mũi nhá, về các bác sử dụng khoan gia đình nhà mình. Đấy, anh em thợ thiền cũng thể khoan thoải mái luôn. Đấy, dòng mũi khoan đa năng, cái đầu của nó rất hay thiết kế cái dạng là đầu tên lửa này. Đấy, để khi mà các bác khoan đấy, nó những cái đặc biệt là những vị trí ví dụ như là gạch men, những cái chỗ đá hoa nó hay bị trơn, nó hay bị trượt mũi khoan, các bác khoan nó rất là khó, và khoan rất hay bị trượt mũi là rất nguy hiểm, hay bị vỡ đá thứ ra. Đấy, rồi những cái chỗ vị trí đánh dấu mà các bác khoan nó bị trượt mũi là nó rất bị sai vị trí, sai lệch vị trí, là các bác bắt những cái đồ thứ vào nó bị cập kênh thứ, là nó bị thấp bên cao nó rất là khó chịu, thì các bác mua cho cái bộ mũi này về. Cái đầu nó thiết kế dạng đầu tên lửa, nó vào nó rất là ngọt luôn, các bác cứ vào cho em, nhất cho em vào từ từ vào cực kỳ ngọt, bảo hành bác luôn nhá các bác, nếu mà không vào từ em cho các bác trả lại luôn,
khoan ngọt lắm. Cái này em cũng đã dùng thực tế rồi, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy thì một bộ này của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy 5 mũi 2 4 5. Nó sẽ có là 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Nói chung là các bác dùng cho em bộ này, các bác dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này cũng quá ok luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Bộ này thì bên em gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng. Đấy bộ mũi khoan đa năng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Đấy thì giá của nó sẽ là 100.000 một bộ đúng không nhá. Đấy mua bán bên em là bán cả bộ luôn các bác nhá. Bán cả bộ về các bác xài cả bộ luôn. Đấy, mình xài lúc nào mình cũng có cái mũi, tất cả các loại lỗ hầu như là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng hết luôn. Một bộ này 100k bộ 5 mũi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ sắt này. Lên bạn em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây này dùng hay lắm. Đấy đây. Nó là cái dạng cái cây những cái sợi thép nó nhỏ li ti nha, có nhìn này, nó bện vào rất nhiều, những cái sợi thép bỏ đi nó bện vào thành một cái bó nha. Đấy thì các bác về các bác dùng để các bác cọ son, cọ nồi, cọ những cái đồ ở gia đình nhà mình này. Đấy, rất tiện dụng luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây chổi cọ sắt nó có phần tay cầm rất tiện, có cả phần móc đeo, dùng xong các bác thể đeo lên. Đó thì đây. Các bác về xài rất ok. Cây chổi cọ sắt này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ sắt này. 30k. Đấy 30k một cái cây chổi cọ sắt nó xòe xòe nhỉ. Đấy, rất ok luôn. 30k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ tô vít đen này. Lên mã em xem cái bộ tô vít đen nhá. Bộ này thì về các bác xài gia đình các thứ dùng rất là tiện luôn. Đấy, một bộ tô vít đen sẽ gồm có là một cái cây vít này, một cái cây vít và 6 cái đầu vít đi kèm, mà một cái đầu vít này sẽ gồm có là hai đầu nên dùng rất là tiện nhá. Đầu cộng, đầu trừ này, đầu hoa thị này, đầu lục giác này. Về các bác xài gia đình rất tiện dụng luôn. Đây để em cắm thử với bác coi. Đấy, cắm vào và các bác xoáy mình có thể là cho thấp cho cao được nhá, điều chỉnh ở cái vị trí luôn. Đấy, cho thấp các bác muốn cho dài ra và các bác muốn cho thấp lại, rất tiện dụng nhá. Và con này nó có cả cái hệ thống đảo chiều luôn. Đấy, đảo chiều xoáy nhanh nhá, các bác nghe tiếng tạch tạch là có biết rồi. Đấy, rất là hay nhá. Đảo chiều xoáy nhanh và các bác khóa đứng, khóa chết trục cũng có luôn nhá. Đây. Đấy, sang bên phải, sang bên trái có luôn này. Đấy, khóa đứng chết trục luôn này. Đấy, rất ok. Cái phần tay cầm rất là to. Các bác cầm các bác xoáy vặn nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó thì một cái bộ tô vít đen này bên em gửi bác giá chỉ có là đi 50.000 thôi có nhá, chỉ có 50.000 thôi. Mà về các bác xài gia đình, anh em thợ thuyền xài bộ này quá ok luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là 12 cái đầu vít. Đấy, 12 cái đầu vít nha. Đây, bộ này của nó chuẩn của nó sẽ gồm là đi 13 chi tiết các bác nhá. 13 chi tiết. Nó sẽ gồm có là 6 cây vít, vì mỗi cây là hai đầu thì tính ra là 12 đầu, 12 cái đầu vít và một cái thân vít đi kèm. Thì bộ này nó gọi là 13 chi tiết này. Đấy thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bên em đang gửi bác một cái bộ tô vít đen này, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, chỉ có 50.000 thôi. Một bộ giá rất bình dân, hạt rẻ mà về các bác xoáy rất đa năng, xoáy rất nhiều thứ khác nhau luôn. Đó, đầu cộng, đầu trừ này. Đầu y, đầu u, đầu tam giác này, đầu hoa thị các thứ có đầy đủ hết luôn. Đây, đấy có đầy đủ hết luôn để về các bác xài nhá. Bút điện này thì bên em cũng đang thanh lý xả kho, giá chỉ còn có 20.000 thôi. Và khi mà các bác mua bút điện thì bên công ty sẽ có tặng kèm thêm cho các bác một cái lốc pin này nữa này. Đấy, bút thử điện đa năng nhá. Các bác này thì con này thì về các bác có thể là sử dụng đa năng. Đấy, đây, sử dụng đa năng các bác thử pha nóng, pha nguội này, thử thông mạch này, các bác thử thử dây âm, dây dương, thử dây ở ngoài, dây trong dây cũng được luôn nhá. Đấy, nói chung là con này đa năng lắm, sử dụng đa năng mà giá bình dân thôi. Giá nó chỉ có 20.000 một cái thôi nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bút thử điện đa năng. Đấy, con này cực kỳ đa năng. Và khi mà mua kèm bên em là công ty có tặng kèm thêm pin này. Bình thường là các bác mua ở những cái chỗ khác là nó chỉ có nguyên bút không thôi. Mà đây giá rẻ chỉ có 20k lại còn đặc là được có kèm thêm một lốc pin nữa nhá. Đấy mà chỉ có 20.000. Cứ lên mã cho em sẽ là cái cây bút điện đa năng, 20.000 một cây. Tiếp theo đó là cái bộ vít V9 này, lên mã em sẽ cái bộ vít V9 nhá. Bộ vít V9. Bộ này nó sẽ gồm có là 9 chi tiết để về các bác xoáy chuyên, các bác xoáy bu lông. Đấy, xoáy bu lông hoặc các bác có thể về dùng để bắn vít, bắn bu lông đều được luôn. Đấy đây. Nó sẽ gồm có là 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 này, từ loại nhỏ nhất sẽ là 5 mm, 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy, nó sẽ gồm có là 13 cỡ nhá, 13 cỡ. Đấy, 13 cỡ. 13 cỡ vít khác nhau, 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy thì cứ lên mã em sẽ là cái bộ vít V9 2 4 5 6 7 8 9 nhá. Nó sẽ gồm có 9 cái đầu bu lông nha.
đấy, chín cái đầu bu lông để về các bác xài, các bác xoáy được rất là nhiều thứ khác nhau luôn. Đấy, chuyên để các bác xoáy bu lông nhá. Đây này, các bác nhìn những cái ấy bu lông này. Đấy, những cái con bu lông dạng nhỏ nhỏ ấy là các bác xào này rất ok. Bộ này thì bên em đang gửi bác là đi 40.000, cứ lên mã giúp cho em xem cái bộ vít V9 nhá. Đấy, bộ vít V9. Xoáy bu lông nước các thứ ra. Nhớ mã giúp em sẽ là bộ vít V9 nhá. V9 này. 40k. Đấy, 40k một bộ vít V9. Đấy, 40.000 bộ thôi. Giá bình dân hạt dẻo nhá. Dòng móc khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các bác móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Hàng của siêu thị Nhật này. Đấy, hàng sách tay của siêu thị Nhật nhá. Đó thì đây, lên luôn cho bác đó là cái bánh xà phòng Nhật các bác nhá. Giá bên em đang gửi bác là 30.000 một cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Đấy, 30.000 một bánh nhá. Đấy, nó là xà phòng của Nhật nhá, xà phòng của Nhật, xà phòng tắm. Cái này thì các bác có thể tắm hoặc là rửa tay được này. Đấy, nó còn có tác dụng là làm trắng da, sạch da. Đấy, rồi là các bác rửa tay tiêu diệt 100% vi khuẩn gây bệnh luôn, rất sạch sẽ ok nhá. Thương hiệu của nó là Cao nhá, KAO này. Đấy, Cao xà phòng tắm rửa tay được luôn nhá. Hàng này thì nó đặt trụ sở công ty sản xuất ở Malaysia nhá, made in Malaysia. Đấy, và toàn dưới sự điều hành của công ty Nhật nhá, nên là cũng yên tâm. Đấy, hàng chuẩn của Nhật rất ok luôn. Đấy, bánh xà phòng tắm bên em đang gửi bác là 30.000. Đấy, về các bác có thể dùng để tắm này, rửa tay các thứ đều được luôn, sạch và thơm lắm. Cái này sạch và thơm, cái này em đang dùng xài sạch và thơm cực kỳ, cái mùi thơm của nó dịu nhẹ, mùi thơm Nhật mà. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dùng tích cực kỳ luôn nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá bên em đang gửi bác là 30.000 một bánh nha. Đấy, 30.000 bánh nhá. Hàng này hàng bán ở siêu thị đấy các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái tấm cọ lưng silicone này. Cái lên mã em sẽ cái tấm cọ lưng silicone nhá. Cái này về dùng hay lắm. Đấy, về các bác về dán vào trên tường nhà tắm này, hoặc các bác để mình để dưới cái mặt sàn của nhà tắm được. Đấy, các bác dùng để kỳ cọ lưng này, rồi là kỳ cọ vừa massage người ngậm chân tay, rất thích luôn. Đây nó có những cái gai này. Đấy, vừa kết hợp kỳ sạch cái làn da bác nhá. Đấy, cũng như là massage. Đấy, dùng rất là êm ái ok luôn mà sạch cực kỳ. Đấy, chất liệu bằng silicone nên là không lo thấm nước nhá các bác nhá. Thì dùng xong các bác rửa sạch phơi đi là ok. Đấy, và đằng sau nó có những cái mút đệm mà hít kính hít đá này. Đấy, về các bác có thể dính cái tường là ok luôn, hoặc các bác để dưới sàn nhà tắm thì ok luôn nhá. Đấy, thì em báo giá luôn một cái tấm này bên em đang gửi bác là 30.000 các bác nhá. 30.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái tấm cọ lưng silicone. Đấy, tấm cọ lưng silicone giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k một cái tấm cọ lưng silicone nha. Đấy, 30.000 về các bác dán lên cọ lưng các thứ sạch lắm. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, dán lên tường này. Đấy, cọ lưng này, kỳ cọ lưng các nhá. Kỳ cọ lưng, kỳ tay này. Đấy, kỳ chân, kỳ trước này. Đấy, rồi có thể dán dưới thảm này. Các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng xong rửa sạch sẽ đi cái là ok. Đấy. Rồi, ok các bác nhá. 30k nhá. Tấm cọ lưng bằng silicone, có những cái gai nhỏ này. Dùng thích lắm. 30k một tấm. Lên nhanh luôn cho bác đó là cái hộp thuốc chuột của Thái này. Đấy, hộp này thì em báo giá luôn 30.000 nhá, 30.000 một cái hộp thuốc chuột nhà của Thái nha. Đấy, đó là một cái
túi bên trong dạng thuốc viên màu hồng. Cái này thì về các bác có chỗ nào có chuột bác cứ giải ra cho nó ăn, thế là xong. Đó, con này bán nhiều mà nhạy lắm. Đấy, hàng của Thái nha, rất xịn xò, ok luôn. Chuyên các bác dùng để diệt chuột nhá, chuyên dùng để diệt chuột. Đó, hàng bán chạy top 1 của Thái đấy. Đó, hàng một cái túi này được là 80g, một túi này được 80g. Đây 80g này. Đó, lên mã em sẽ cái thuốc chuột của Thái Lan nhá. Đấy, thuốc chuột Thái Lan bên em đang gửi các bác là 30k. Đấy, 30k một cái hộp thuốc chuột Thái Lan nhỉ. 30.000 một hộp các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái cây hút thiếc này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc này. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. 30.000 một cây. Về các bác xài. Các bác muốn vệ sinh cái mối hàn cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác mua cho em mấy cây hút thiếc này về. Đấy, lúc nào các bác cần hút các bác ấn cái này cho em xuống, ấn xuống. Đấy, vào lấy cái bắt đầu các bác dí vào cái chỗ mà mối hàn các bác cần hít, các bác bấm cái. Đấy, phịch cái là sẽ hút thiếc vào. Đấy, hút thiếc vào rất sạch luôn. Đó, rất tiện dụng nha. Chuyên dùng để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch sẽ. Đấy, bình thường là các bác hàn các thứ ra. Đấy, lúc mà những cái thiếc thừa các bác muốn hút ấy, thì nó rất là khó. Để các bác mua cho em cái dụng cụ để về dí vào, bấm đấy, phịch cái. Đấy, nó sẽ hút lên nha. Con này hút mạnh lắm. Đó, các bác nghe tiếng kêu biết rồi. Đấy, bịch. Đó, kêu rất to luôn. Nên hút rất khỏe nha, lực hít khỏe lắm. Đó thì đang gửi bác là 30k. Lên mã nhé, giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để các bác vệ sinh mối hàn hút thiếc nhá. Cứ lên mã nhé, em sẽ được cái cây hút thiếc. Cây hút thiếc bên em đang gửi bác là 30.000 một cây hút thiếc nha. Đấy, 30k, hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó, 30k một cây hút thiếc. Và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn đấy bác, là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này. Vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nha, cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng, thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch, nguyên túi, mới căng luôn, quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó phải siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra, mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Đó, rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng vòi nối này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối nhá, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình, rất tiện dụng luôn mà rất là hay nhá. Con này nó có thể thay đổi rất nhiều chế độ khác nhau. Em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vòi nối lắp vào cái chậu rửa bát nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi. 30k một cái con vòi nối này. Đấy, bình thường là các bác
những cái vòi nối nhờ các bác rẻ tiền, nhưng các bác mua thêm cho em một cái vòi nối để 30.000 lắp vào là đúng như thành một chiếc vòi đắt tiền luôn. Đấy, dùng rất là hay nhá. Đây em móc cho bác con này, con này thì dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác ở đây nó có cái đầu silicon. Đấy, về các bác ấn vào cái nó co giãn mà, về các bác ấn vào cái vòi nước như mình, sau đó các bác sử dụng thôi, cứ thế xả nước ra. Và đây là nó sẽ có chỉnh các chế độ này, chế độ ra một này hoặc chế độ ra nhiều tia nhá, nước ra rất khỏe, rất đều luôn, rất thích, dùng rất ok. Và ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ uốn cong đi uốn đi uốn lại rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi, 30k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là vòi nối. Đây các nhá, đây cái vòi anh em là cũng dạng vòi đều thôi nhá, nhưng anh em lắp con này vào thì ngang với lại vòi tiền triệu luôn ạ, dùng thích cực kỳ. Đây em mở nước cho các bác con này. Đấy, thấy không? Nước ra rất đều và các bác có thể là điều chỉnh các hướng này. Đấy, lăn léo này. Đấy, lăn léo các hướng các kiểu nhá. Giờ các bác có thể điều chỉnh cái vòng này. Đấy, nó ra bằng kiểu một tia này, hoặc là các bác muốn ra nhiều tia nhỉ, tùy nhu cầu nhá. Nước ra rất đều và khỏe luôn. Và nó rất là hay, nó có thể bẻ uốn như các hướng kiểu này. Đấy, ngoáy vùng quanh cái chậu rửa này luôn. Rất ok, rất là hay. Đấy. 30.000 một cái thôi. Về lắp vào cái chậu rửa bát hoặc những cái vòi nước nhà mình xài dùng cho hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây kẹp gắp này. Cái cây này về dùng các bác về dùng hay có cái món nướng cá, nướng thịt các thứ, giờ các bác về dùng cho em. Đấy, nướng cá hoặc là rán cá hoặc là nướng thịt nhá. Đấy, bình thường là các bác cứ hay phải dùng đũa các bác lật thì nó rất là khó lật, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó rất là hay. Các bác xúc nó vào, sau các bác lật nó lên ok. Đấy, ví dụ đây em có một cái miếng cá rán này hoặc là miếng thịt nướng này. Đấy, các bác xúc nó vào, lật lên thế là xong. Đây. Đấy, lách xúc nó vào, lật lên thế là xong. Đây. Đó, xúc nó vào này, đặt lên cái ok luôn, rất hay nhá. Mà giá là bình dân thôi, chỉ có 20.000 một cái này thôi. Đấy, 20k một cái kẹp gắp nha các bác, lên mã nha. Em sẽ cái kẹp gắp dùng để nướng thịt này, rồi là mình rán cá này, nướng thịt, nướng tiếp các thứ, rất ok luôn. Giá của em đang gửi bác là 20k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kẹp gắp 20k. Đấy, 20.000 một cái này thôi, giá hạt rẻ mà bình dân, dùng nhà bếp nhà giáp các thứ dùng rất là hay. Đấy, dùng gia đình nhà mình. Đấy, xúc vào cái là tính cái ok rồi, 20k một cái. Cái cây gãy lưng thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, và em báo giá luôn, cây gãy lưng này thì giá bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000. Đấy, 10k lên mã cho em sẽ được cái cây gãy lưng nhá, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng, bình thường là lưng hay là đằng sau những cái chỗ mà các bác không với tay các bác gãy thì các bác mua cho em cái cây về. Đấy, nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, rất tiện dụng luôn nhá. Cái phần đầu nó là dạng nhựa sừng các bác, gãy rất là êm. Đấy, vừa gãy lưng vừa massage. Đấy, kéo dài ra thu ngắn vào, chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đó, 10.000 một cây gãy lưng luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ đen này. Cây này em bán nhiều lắm. Đấy, mà dùng rất là hay. Về các bác có những vị trí ngóc ngách các thứ rồi, các bác dùng được, các bác cọ các bác chải sạch lắm. Đấy, đây nó có dần nhìn rất nhiều những cái sợi cước khác nhau này. Con này thì dùng rất là bền rồi. Đó, về các bác dùng cọ ngóc ngách những cái chỗ vị trí khe kẽ là các bác cho vào, các bác đưa vào các bác cọ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ đen. Đấy, bên em đang gửi bác giá cây này thì chỉ có là đi 15k thôi. Đấy, 15.000 cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây. Về các bác xài cọ ngóc ngách các thứ rất ok. Đấy, lên mã em sẽ cây chổi cọ đen nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, ví dụ những cái chỗ ngóc ngách này, đấy các bác cọ, đấy, cọ rất sạch luôn, khe kẽ này. Đấy, những cái bình thường là những cái vị trí khó là những cái chổi to các bác không thể luồn lách được, nhưng mà con này nó nhỏ nhỏ nên là các bác có thể luồn lách vào những cái vị trí khe kẽ, các bác sử dụng các bác cọ rất là sạch nhá. Đây, đấy, dùng rất ok. Đây, đấy, thực tế về sản phẩm này, nhỏ nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy, những cái khe kẽ nhỏ nhỏ các bác luồn lách vào dùng ok lắm. 15k một cây thôi nhá, chổi cọ đen. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai báo giá bác luôn. Bộ này thì đang có giá là đi 20.000 nhá, 20.000 bộ thôi. Đấy, 20k bộ này. Bộ lấy tai rất nhiều món, về các bác dùng để lấy dây tai, 20k một bộ lấy dây tai nha, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn xinh. Các bác có thể móc làm móc chìa khóa luôn. Đấy, hoặc là mình có thể bỏ túi sách mani chơi đi du lịch, hoặc là mình sử dụng đa năng di chuyển dễ dàng. Đấy, hoặc các bác để ở nhà, bác nào thích dùng riêng tư không muốn dùng chung với ai, các bác có thể mua một bộ này về. Đấy, mình để dùng riêng ra một bộ rất ok. Một bộ này gồm rất nhiều món khác nhau nhá, gồm đây, gồm những cái đầu tròn này, đầu lò xo, cái đầu lò xo là lấy thích lắm này. Đấy, các bác gãy ngứa các thứ dùng cái đầu lò xo là thích lắm. Đấy, rồi những cái đầu để lấy dây tai thứ đó. Đấy, gồm rất nhiều đầu khác nhau nhá, đựng trong một chiếc hộp. Cái lọ nhỏ nhỏ xinh nha. Đấy, có phần móc đeo chìa khóa luôn. 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lấy dây tai. Đấy, bộ lấy dây tai chỉ có 20.000 thôi. Giá hạt rẻ dễ mua.
Rồi một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này. Dao cắt kính. Cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này, các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt. Thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nha. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm cho bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy, các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là người ta cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đấy, có thấy không? Công cái ra luôn. Cắt cả gạch 1 mét luôn các bác. Đấy, thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường mà các bác dùng cái kẹp bấm kia. Đấy, có thấy không? Công cái ra ngay này. Đó, thấy không? Rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó, thấy không? Nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền. Các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Nên là phù hợp các ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây, em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy, đây đang lỏng ổ điện này. Đây, em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây, đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây, đấy, nó khá là sáng nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá. Mà cái công suất nhỏ, tiết kiệm điện. Đó thì em, hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này. Và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy.
nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, à 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhà nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này, các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nha. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok, và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào, và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, em di cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em di chưa? Đây, con chuột em di này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột này em đang di này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính, và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây, các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con.
Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính, và các bác có dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các nhá, rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã cho em sẽ là chuột không dây 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn. Đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này, hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy, đó là cái lô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha.
Đây kia lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha em nhá. Đấy còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy made in China này. Đấy thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy hàng hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy. Hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này. Đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhìn. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi. Không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90.000 một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn các nhá. Không có nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy nó có thể thu ra thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. Giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới keng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra thế là xong.
rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn gì của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.